chương 1446, y bất hối. Toàn bộ địa giới có ai dám gọi tiểu ưng vương A, à, tự nhiên là lục ưng vương con trai độc nhất. Địch Linh Nhi tựa hồ không biết giang giật cùng giang tiểu nô sự tình, trong mắt mang theo vẻ sùng bái nói ra, tiểu ưng vương thế nhưng là tại 3 năm trước đây tựu được ban cho cho phong hào chiến thần, 3 năm qua đi cũng không biết thực lực đạt đến mức nào. Chờ chút. Giang giật khoát tay áo nói, tiểu ưng vương là chúng ta diệt ma các chẳng lẽ lục ưng vương cũng là diệt ma các mặc vũ tộc đều là diệt ma các, không phải a, à, địch Linh Nhi lắc đầu giải thích nói, lục ưng vương không có gia nhập bất kỳ thế lực nào, bọn hắn tự thành nhất hệ, mặc vũ tộc cũng không phải diệt ma các, chỉ là tiểu ưng vương chính mình gia nhập diệt ma các thôi. Nói lên việc này, địch Linh Nhi trên mặt nổi lên quang mang, phi thường sùng bái nói ra, 5 năm trước tiểu ưng vương duy nhất sông địa giới diệt ma các tổng đường, nói phi thường ngưỡng mộ diệt ma đại đế, hắn muốn làm cái thứ hai diệt ma đại đế, muốn gia nhập diệt ma các. Lúc ấy đây là huyên náo thật lớn, lục ưng vương bị tức điên rồi, đem tiểu ưng vương bắt được trở về đóng lại. Ai biết tiểu ưng vương trốn thoát, một người sông sáu vạn giới, nói muốn thoát ly mạc vũ tộc, còn đả thương rất nhiều mạc vũ tộc truy binh, cuối cùng lại cùng lục ưng vương khai chiến. Chết cũng không chịu hồi trở lại mạc vũ bí cảnh bên trong, lục ưng vương cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý tiểu ưng vương gia nhập chúng ta diệt ma các. Chúng ta tổng các chủ tự mình cho hắn phong hào, tiểu ưng vương cũng trở thành chúng ta diệt ma các thế hệ tuổi trẻ trong lòng anh hùng. Anh hùng! Giang giật trợn trắng mắt, cái này rõ ràng là một cái hoàn khố phản nghịch con em thôi, cùng gia tộc bực bội một ý độc hành, tại diệt ma các tiểu thư trong lòng ngược lại trở thành anh hùng bất quá tiểu ưng vương lấy cái chết bức bách, không tiếc cùng cha mình gia tộc quyết liệt, cũng là tên hán tử, ít nhất hắn có chính mình kiên trì, không sợ chết. Tiểu ưng vương đến rồi, kia tiểu nô phải chăng cũng tới, Giang giật đột nhiên nghĩ đến một cái có thể, thân thể cũng hơi có chút run dày. Cái này động lòng người tiểu nha đầu, hắn một mực không dám suy nghĩ nhiều, bởi vì mỗi lần tưởng tượng hắn tâm liền sẽ đau. Hắn nuốt nước miếng một cái, có chút khẩn trương mà hỏi, Linh Nhi tiểu thư, tiểu ưng vương. Muội muội tới rồi sao? Tiểu ưng vương muội muội. Địch Linh Nhi nháy nháy mắt, lập tức nhớ tới cái gì nói ra, người nói là lục ưng vương cái kia thất lạc ở phía ngoài tiểu nữ Nhi A à ta đây nhưng không biết, chỉ nghe nói tiểu ưng vương sẽ đến tham gia yến hội, đại tư không, người đến cùng có đi hay không a? À? Đi, Giang Giật Phi thường khẳng định gật đầu, tiểu ưng vương tới, kia Giang Tiểu Nô rất có thể cũng tới, hắn làm sao có thể bỏ lỡ hắn nhấc chân đi ra phía ngoài, đi đến bên ngoài nhìn thấy địch Linh Nhi không nhúc nhích, kinh ngạc hỏi thế nào, Linh Nhi Tiểu Thư không đi sao. Người liền xuyên cái này đi à địch Linh Nhi nhìn nhìn Giang giật trên người màu đen chiến giáp, trên trán hắc tuyến từng đầu. Giang giật quét chính mình vài lần, càng thêm kinh ngạc nói ra chiến giáp này có vấn đề sao. Ta không phải ý tứ này. Địch Linh Nhi trợn trắng mắt nói, chế chút đi đều là đại gia tộc công tử tiểu thư, Ngươi mặc diệt ma các chiến giáp, không khỏi. Quá keo kiệt đi ngươi chẳng lẽ không có quý báu điểm y phục sao? Không có, Giang giật lắc đầu, hắn vẫn luôn là mặc chiến giáp, coi như không mặc diệt ma các chiến giáp cũng mặc phổ thông võ sĩ bào, hắn đến thượng giới cũng không phải tán gái, làm xinh đẹp như vậy làm gì? Hắn khoát tay nói ra, Linh Nhi tiểu thư ta chính là người tùy tùng, hộ vệ của ngươi, không cần cách ăn mặc, ta liền đi thấy chút việc đời, nhìn một chút tiểu ưng vương, đi thôi. Tốt ha, Địch Linh Nhi bất đắc dĩ cười cười đi ra phía ngoài, giang giật đi theo phía sau nàng, lấy nàng tùy tùng hộ vệ tự cho mình là, địch Linh Nhi là địch minh tôn nữ bảo bối, hắn làm hộ vệ cũng hợp lý. Bất quá, địch Linh Nhi cảnh giới cao hơn hắn nhiều, nàng thế nhưng là đạt tới diệt ma chiến thần cảnh giới. Giang giật mặt ngoài cảnh giới mới đột phá chiến vương, đương nhiên giang giật mang theo ngân ma mặt nạ, nhìn không ra cảnh giới, ngược lại có một loại cảm giác thần bí, nhìn rất giống như là địch Linh Nhi hộ vệ hai người đi ra phong hoa lâu đài, mấy cái mị ảnh tộc hộ vệ hỏi thăm một phen lấy ra hai chiếc chiến xa, muốn hộ tống hai người đi qua. Đúng lúc này trong cung điện mạch hoài tang bốn người cũng đi ra, nhìn thấy địch Linh Nhi cùng giang giật, bốn người không nhìn thẳng giang giật hỏi thăm một phen địch Linh Nhi, kết quả các nàng bốn người cũng là đi tham gia yến hội. Hiên viên võ đế là diệt ma các đệ tử, đi tham gia yến hội cái này không có vấn đề, tần hoán cùng mạch hoài tang là địa sát các, cửu thiên vấn là chiến thần các, ba người đi tham gia diệt ma các tụ hội kia rõ ràng có chút không hợp lý. Bất quá nghĩ đến tiểu ưng vương có mặt, giang giật cũng chính là bình thường trở lại, đoán chừng hôm nay yến hội rất nhiều người cũng sẽ đi tham gia náo nhiệt đi, tiểu ưng vương thế nhưng là tương lai mặc vũ tộc tộc vương, thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Mọi người phân biệt lên một cỗ chiến xa, nhanh chóng hướng nơi xa đi đến, bảy lần quạt tám lần rẽ, chạy được hai nén hương thời gian, đã tới một cái xa hoa tỏa thành bên ngoài. Tại mọi người hạ chiến xa về sau, một tên thanh niên tuấn tú dẫn một đám người tiến lên đón ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua cuối cùng rơi vào mạch hoài tang trên mặt cười to nói mạch tiểu thư lần trước từ biệt đã là hơn một năm a à ngươi là càng phát sinh đẹp động lòng người rồi a à. đây là mỹ ảnh tộc hoàng tộc đệ nhất công tử y bất hối hôm nay yến hội xem ra đã biến vị không còn là diệt ma các tuổi trẻ đệ tử tụ hội địch linh nhi nhìn lướt qua nhíu mày cùng giang giật truyền âm nói hoàng tộc y bất hối giang giật đôi mắt co rụt lại gắt gao nhìn chầm chầm y bất hối. Y phiêu phiêu cũng là hoàng tộc, như vậy cái này y bất hối liền là y phiêu phiêu thân nhân, hoặc là tỷ đệ, hoặc là liền là cháu trai. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy y ra hoàng tộc, không hiểu có chút khẩn trương, hắn nhìn qua cùng mạch hoài tang cửu thiên vấn bọn người nói chuyện phiếm y bất hối, nuốt nước miếng một cái, truyền âm nói, linh nhi tiểu thư, cái này y bất hối là đời thứ mấy y phiêu phiêu là cái gì của hắn đời thứ ba đi địch linh nhi truyền âm giải thích nói y phiêu phiêu tựa như là mỹ ảnh tộc tộc vương nhỏ nhất nữ nhi ân cái này y bất hối là y phiêu phiêu chất tử bối quả nhiên giang giật ánh mắt lộ ra một tia tâm tình rất phức tạp lúc đầu gặp chính mình mẫu thân thân ngoại sinh hẳn là cảm giác được thân thiết cùng cao hứng nhưng giang giật làm thế nào đều thân thiết không nổi có lẽ bởi vì y ra người căn bản xem thường bọn hắn có lẽ là bởi vì y ra đem hắn mẫu thân chấn áp tại thánh linh sơn phía dưới hắn nhìn ra ngoài một hồi trong mắt ngược lại bản năng lộ ra một tia chán ghét. Ừ, y bất hối có thể trở thành y gia hoàng tộc đệ nhất công tử, thực lực rất mạnh, đã đạt đến thần đế cấp bậc. Giang giật trong mắt đặc biệt cảm xúc bị hắn cảm giác được, hắn ánh mắt bén nhọn quét tới, nhưng giang giật trên mặt có ngân ma mặt nạ, hắn nhìn không thấu thực lực, ngược lại cảm thấy có một loại rất mạnh lực chấn nhiếp, để hắn không dám lên địch ý. Khóe miệng của hắn rất nhanh lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ vào giang giật đối mạch hoài tang hỏi, mạch tiểu thư, vị đại nhân này là. Mạch Hoài Tăng theo y bất hối tay nhìn sang, có chút trần chờ không biết làm sao giới thiệu Giang Giật, bởi vì Mạch Lăng Thu bản giao không thể lộ ra Giang Giật thân phận, chẳng lẽ lại nói là diệt ma các đại tư không? Giang Giật khóe miệng lộ ra mỉm cười, chính mình giới thiệu nói, y công tử ngươi tốt, ta gọi Thương Lang, là địch linh nhi tiểu thư hộ vệ. Thương Lang, y bất hối nghĩ nghĩ, đối với cái tên này cũng không có bất kỳ cái gì ấn được, Giang Giật cũng thối lui đến địch linh nhi sau lưng, cúi đầu trầm mặc không nói. Y bất hối cũng không để ý tới, tiếp tục cùng Mạch Hoài Tang Hàn Huyên. Cộc cộc cộc, lúc này nơi xa mười mấy chiếc chiến xa lao vụt mà đến, mọi người thần thức quét qua, Y bất hối cùng Mạch Hoài Tang con mắt đều sáng lên, Địch Linh Nhi thần thức đảo qua cũng đầy mặt hưng phấn lên, nắm chặt mép váy thấp giọng nói ra tiểu ưng vương đến rồi. Chương 1447, Kỳ Thanh Trần. Phong mang tất lộ, đây là giang giật nhìn thấy tiểu ưng vương cảm giác đầu tiên, nếu như nói những công tử kia các tiểu thư đều là giấu ở trong vỏ đau bảo đao đây chính là một cái ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm, bén nhọn làm người sợ hãi. Một đầu tóc lục phiêu diêu, trên đầu có hai cái tiểu sừng thú, lông mày như kiếm, mũi cao thẳng, ánh mắt như ưng, bén nhọn để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn thân hình cao lớn, lưng thẳng tắp, khí độ phi phàm. Giống như không nhìn hắn, bằng cảm giác sẽ phát hiện hắn càng giống một thanh kiếm, bá khí tiết ra ngoài, trương dương ương ngạnh, không ai bị nổi. Hết lần này tới lần khác loại này trương dương cùng bá khí, Giang giật cho rằng đây là bình thường, hắn hôm nay cũng coi là thấy được cái gì gọi là người như rồng tượng. Bực này nam tử bị rất nhiều diệt ma các tiểu thư sùng bái yêu thích cũng là bình thường. Trên người hắn khí chàng quá mạnh, cảm giác toàn bộ thế giới đều muốn vây quanh hắn chuyển. Địch Linh Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng đỏ tươi, trong mắt đều là hoa si hình, mạch hoài tang đôi mắt đẹp bên trong lộ ra một tia động tình. Cửa đại điện trong lúc vô tình còn đi ra rất nhiều mỹ mạo khí độ bất phàm tiểu thư, toàn bộ mắt người bên trong đồng phục đều là nóng rực y bất hối cùng cử thiên vấn bọn người lướt nhau hiện lên một tia bất đắc dĩ có tiểu ưng vương địa phương hào quang của bọn họ tự toàn bộ bị che đậy cái này tiểu ưng vương khí chẳng quá mạnh nhưng hết lần này tới lần khác không khiến người ta chán ghét ngược lại cảm thấy người này trời sinh liền là diệu nhật bọn hắn chỉ là bên cạnh ảm nhiên tinh thần y bất hối nghênh đón tiếp lấy mặt mũi tràn đầy hâm mộ chúc mừng tiểu ưng vương nghe nói người cảm mộ bản nguyên áo nghĩa sẽ bước ra một bước cuối cùng chúc mừng chúc mừng a à. bản nguyên áo nghĩa Câu nói này lại gây nên một mảnh bạo động, tòa thành khẩu rất nhiều người nghe hỏi ra, nghe được bốn chữ này trong mắt che giấu không ở đều là hâm mộ ghen ghét. Tiểu ưng vương nếu quả như thật cảm mộ bản nguyên áo nghĩa, kia đạt tới phong vương cấp chính là thời gian vấn đề. Một khi đạt tới phong vương cấp, liền là một bước lên trời, thực lực gấp trăm lần nghìn lần tăng lên, trở thành địa giới số lượng không nhiều chí cường giả một trong. Tiểu ưng vương lăng lệ như đao ánh mắt quét một vòng, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc biến ảo, cũng không có vẻ tươi cười, lãnh khóc tới cực điểm, hắn nhàn nhạt gật đầu hờ hững nói ra, may mắn mà thôi. Hoa, toàn trường xôn xao, tiểu ưng vương thừa nhận chính mình sẽ đột phá phong vương cấp, cái này khiến y bất hối bọn người càng thêm ảm đạm có loại trời đã sinh ra dù sao còn sinh ra lượng cảm giác. Bọn hắn bậc cha chú bị lục ưng vương ép tới không còn cách nào khác, bọn hắn thế hệ tuổi trẻ lại bị tiểu ưng vương ép tới không còn cách nào khác. Tiểu nô không đến, giang giật lại không quan tâm những này, tiểu ưng vương phải trăng cường đại hắn không thèm để ý. Ánh mắt của hắn tại Tiểu Ưng Vương sau lưng quét qua, phát hiện là một chút đồng hành công tử tiểu thư, cũng không nhìn thấy Giang tiểu nô sau có ta ảm đạm, thậm chí muốn đi trở về. "Đi vào đi, Tiểu Ưng Vương trời sinh có một cỗ lãnh tụ khí chất, nơi này là thánh linh giới, y bất hối hẳn là chủ nhân nơi này, hắn lại lên tiếng ra lệnh, mà mọi người còn cảm thấy đương nhiên, toàn bộ bao vây lấy hắn đi vào." Địch Linh Nhi đi vài bước nhìn thấy Giang giật không nhúc nhích, vội vàng kéo lấy hắn nói: "Đi, đi vào." Giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo vào, bên trong là một cái siêu cấp đại điện, bên trong bầy đầy bạch ngọc đài, đoán chừng ít nhất hơn ngàn cái, toàn bộ làm thành mấy vòng. Tự có thị nữ mang theo mọi người phân biệt ngồi vào khác biệt vị trí bên trên, theo thân phận và địa vị khác biệt, tiểu ưng vương mạch hoài tang bọn người ngồi tại hàng thứ nhất, địch linh nhi lại chỉ có thể ngồi tại hàng thứ hai. Còn như Giang giật, ngồi tại hàng cuối cùng, một đám công tử tiểu thư cao đàm khoát luật, chỉ điểm Giang Sơn, đại nói minh giới, các đại bí cảnh, các loại kỳ dị sự tình. Giang giật nghe một hồi không có hứng thú, ngồi đàng hoàng, bên cạnh có một vị công tử hỏi thăm hắn hai câu, hắn không thế nào phản ứng, người kia cũng không tự làm mất mặt. Giang giật thoải mái ăn nhiều, nơi này đồ vật đều phi thường chân quý, rất nhiều linh quả ăn có thể tăng cường linh hồn cùng nhục thân, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Phía trên đàm luận một trận, Giang giật cũng đại khái hiểu cái này yến hội bên trong người đang ngồi địa vị cùng quyền thế. Tiểu ưng vương quyền thế địa vị rõ ràng là đệ nhất, là tất cả mọi người trung tâm, không bằng hắn lời nói rất ít, lãnh khốc không tưởng nổi. Tiểu ưng vương phía dưới liền là y bất hối cùng mạch hoài tang bọn người, đây đều là các đại giới diện quân chủ hậu đại, bất quá giới diện phân lớn nhỏ, thập đại giới diện công tử tiểu thư nói chuyện lực lượng rõ ràng mạnh mẽ rất nhiều, còn lại tiểu giới mặt công tử tiểu thư thì chỉ có lắng nghe phân, ngẫu nhiên chen vào nói, cũng là nịnh nọt lấy lòng ngữ điệu. Xa xa xa, ngồi thời gian một nén nhang, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân một tên mỹ ảnh tộc võ giả nhanh chân đi vào đây hướng y bất hối bẩm báo nói công tử thanh trần tiểu thư đến rồi a à, y bất hối nhãn tình sáng lên vội vàng đứng dậy vô số công tử cũng đứng dậy đi ra phía ngoài tiểu ưng vương không nhúc nhích bất quá lộn xộn như đào ánh mắt quét về cửa ra vào mạch hoài tăng các loại chờ một đám tiểu thư lại đôi mắt ảm đạm thanh trần tiểu thư giang giật ngay tại ăn nhiều nghe được cái tên này ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc hắn nháy nháy mắt tiếp tục vùi đầu ăn nhiều ở bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân y bất hối tiếng cười to vang lên lúc mới ngẩng đầu lên Ây, là nàng giang giật nao nao khó trách hắn cảm thấy danh tự quen thuộc cái này thanh trần tiểu thư đúng là tại đạo thiên bí cảnh bên trong gặp phải cái kia thanh trần chiến thần nàng truyền tống thời điểm ra đi còn nói nàng gọi kỳ thanh trần thiếu một món nợ ân tình của mình cô nàng này rất được hoan nghênh a à, giang giật nhìn thấy rất nhiều công tử trong mắt đều là nóng rực rất nhiều tiểu thư sắc mặt ảm đạm nếu như nói Tiểu Ưng Vương là rượu Nhật, che giấu y bất hối đám người quang mang, cái này Kỳ Thanh Trần liền là minh nguyệt, che khuất mạch hoài tang đám người mỹ lệ. Kỳ Thanh Trần đích xác rất đẹp, nhưng giống như luận tướng mạo tư sắc, cũng không thể lực áp mạch hoài tang bọn người, khí chất cũng mỗi người mỗi vẻ, nhưng hết lần này tới lần khác khiến người ta cảm thấy nàng là giữa sân chói mắt nhất minh châu. Cái này khiến Giang giật rất là không hiểu, hắn nghĩ nghĩ hướng bên cạnh người công tử kia thấp giọng hỏi, vị tiểu thư này là ai a à làm sao như vậy được hoan nghênh? Người thế mà không biết hắn. Bên cạnh tên kia công tử vốn là xem giang giật không thế nào thoải mái, nghe được câu này mặt mũi tràn đầy đùa cợt, nói ra vị này chính là thiên hàn quân chủ độc nữ, tương lai thiên hàn quân chủ. Mà lại, nghe nói ngay tại bốn ngày trước, nàng đạt đến phong vương cấp, chấn kinh toàn bộ địa giới. Phong vương cấp, giang giật đôi mắt co rụt lại, đầy mắt không dám tin hướng kỳ thanh trần nhìn lại, cô nàng này nhìn niên kỳ không coi là quá lớn, lại đã đạt tới phong vương cấp toàn bộ địa sát giới có thể chỉ có địa sát quân chủ một cái phong vương cấp cường giả a địa giới phong vương cấp cường giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a thiên hàn giới giang giật có chút ấn tượng tựa như là địa giới xếp hạng đệ tam giới diện còn tại địa sát giới trước đó địa sát giới là xếp hạng đệ tứ quân chủ độc nữ vẫn là đạt đến phong vương cấp yêu nghiệt vậy ai lấy nhà đầu này tương đương với liền được thiên hàn giới a khó trách như thế được hoan nghênh liền tiểu ưng vương ánh mắt đều thỉnh thoảng hướng nàng quét tới Kỳ Thanh Trần bị bầy người vây quanh, nàng cũng không có quá nhiều lời nói, chỉ là mỉm cười đáp lại mọi người Hàn Nguyên cùng khách sáo. Nàng đôi mắt đẹp trong đám người tùy ý nhìn lướt qua, tại đảo Qua Giang giật bên này lúc đột nhiên dừng lại một chút, sau đó đôi mắt sáng lên, giờ khắc này Giang giật cảm giác chính mình sở hữu bí mật đều bị nữ tử này xem thấu. Ngân Ma mặt nạ rất thần kỳ, không đạt tới phong vương cấp cường giả căn bản nhìn không ra Giang giật chân thực tướng mạo cùng linh hồn khí tức, nhưng cái này Kỳ Thanh Trần cũng đã đạt đến hỏng bét, Giang giật vội vàng cúi đầu xuống đến, lần này hắn nhưng là đến đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, mạch lăng thua bản giao mấy lần không thể bại lộ thân phận, kỳ thanh trần cũng đừng điểm phá A. Muốn cái gì tới cái đó, tại y bất hối mời kỳ thanh trần ngồi tại hắn cùng tiểu ưng vương ở giữa bạch ngọc đài lúc, kỳ thanh trần lại khẽ mỉm cười nói ta ngồi bên kia liền tốt. Nói xong kỳ thanh trần tại toàn trường chú mục dưới, đi tới giang giật bên người bạch ngọc đường, nhìn qua giang giật bên cạnh vị công tử kia nói, vị công tử này, chúng ta có thể đổi chỗ sao? Bá bá bá, toàn trường ánh mắt quét tới, tại tên kia công tử trên thân đảo qua về sau, cuối cùng toàn bộ khóa chặt giang giật. Giống như kỳ thanh trần đầu óc không có vấn đề, như vậy. Giang giật người này tự có rất lớn vấn đề, chương 1448, ta không quen ăn bám. Một cái quân chủ độc nữ, giữa sân ngoại trừ tiểu ưng vương bên ngoài nàng xem như thân phận người cao quý nhất, bởi vì đều là người thừa kế duy nhất thực lực càng là đạt đến phong vương cấp thiên tài khoáng thế thiên chi kiêu nữ toàn bộ địa sát giới đừng nói công tử tiểu thư coi như mạch lăng thu nhìn thấy nàng đoán chừng đều phải hành lễ cảnh giới đại biểu cho địa vị kỳ thanh trần giống như ngồi tại hàng cuối cùng ai dám ngồi phía trước sở dĩ rất nhiều người đưa ánh mắt bỏ ra gian giật cho rằng kỳ thanh trần như thế khác lạ cử động rất có thể là bởi vì gian giật một số người chú ý tới kỳ thanh trần xem gian giật lúc con mắt có chút sáng lên chỉ là Giang giật không có bất kỳ cái gì cử động, tựa hồ không có phát giác được kỳ thanh trần đi tới, tên kia công tử ca sợ hãi đứng thẳng nhường chỗ ngồi, một mình hắn vùi đầu cuồng ăn, tướng ăn rất là bất nhã, giống như là một cái quỷ chết đói đầu thai. Kỳ thanh trần cũng không có đặc thù cử động, chỉ là điềm tĩnh ngồi xuống, để thị nữ đổi một bộ mới đồ uống trà cùng bộ đồ ăn, lúc này mới nhìn qua mọi người lại cười nói, các người đều thất thần làm gì tiếp tục trò chuyện, ta liền đến ngồi một chút, nhìn một chút đại gia, y bất hồi ánh mắt lần nữa hồ nghi mà đề phòng quét Giang giật vài lần, cùng bên cạnh mạch hoài tang truyền âm nói, mạch tiểu thư, người này. Nhưng có chỗ khác thường, không có A, à, mạch hoài tang cũng rất kinh ngạc, giang giật tụ một cái từ hạ giới phi thăng dế nhũi thôi, duy nhất chỗ thần kỳ liền là ra ra hắn ưa, bất quá tại mạch hoài tang trong mắt cũng không có gì ghê gớm lắm, bởi vì địa sát quân chủ không có đặc biệt bàn giao, nếu có lớn vô cùng địa vị, vậy khẳng định sẽ dặn dò các nàng khác đừng trêu chọc giang giật. Nàng nghĩ một lát, mơ hồ truyền âm nói hắn chỉ là địch linh nhi tùy tùng diệt ma các đại tư không y bất hối không nghĩ ra cuối cùng chỉ có thể đổ cho kỳ thanh trần không muốn quá kiêu căng hay là dùng một loại khác phương thức cao điệu hắn mỉm cười chào hỏi mọi người ngồi xuống tiếp tục gợi chuyện cao đàm khoát luật giữa sân bầu không khí dần dần lại trở nên nồng đậm lên bất quá rất nhiều công tử đều không yên lòng ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía trong góc kỳ thanh trần rất nhiều tiểu thư cũng bởi vì kỳ thanh trần đến trở nên câu thúc rất nhiều Tiểu ưng vương ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng bên này, trong mắt bên trong đều là chiếm hữu cùng chinh phục, không chút nào che giấu mục đích của mình, rõ ràng truyền lại một đạo ý niệm hắn rất muốn chinh phục kỳ thanh trần, để nàng trở thành nữ nhân của hắn. Trái lại kỳ thanh trần một người nhàn nhã ngồi, nhàn nhạt uống trà, đối với quét tới ánh mắt không lọt vào mắt, tựa như một cái tại trong núi sâu tĩnh tọa lão tăng, thản nhiên tự đắc. Giang giật cũng mặt không biểu tình, tiếp tục hải ăn hải quát, nội tâm lại là bất đắc dĩ tới cực điểm. Cô nàng này tới thật trùng hợp, như thân phận của hắn bộc quang, đoán chừng sẽ trực tiếp bị mạch lăng thu đưa về địa sát giới, liền lên thánh linh sơn cơ hội đều không có. Giang giật, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta lại gặp mặt. Một đạo rõ ràng nhu truyền âm vang lên, Giang giật nhìn không chớp mắt, lập tức lặng yên truyền âm qua, thanh trần tiểu thư, ngươi đừng tìm ta truyền âm, rất nhiều người tại chú ý ta, ta cũng không muốn bị đám kia công tử phân thây. Kỳ thanh trần truyền âm vang lên lần nữa, rất tự tin nói ra, ha ha, Ngươi sợ cái gì có ta ở đây cái này ai dám động đến ngươi. Dựa vào, Giang giật thầm mắng một tiếng, cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể tùy ý truyền âm qua nói, ta xưa nay không dựa vào nữ nhân, cũng không phục tùng cơm chùa, thanh trần tiểu thư ngươi đừng cho ta tìm phiền toái, có thể thực hiện. Kỳ thanh trần mặt ngoài không có đặc biệt cảm xúc, nội tâm lại bó tay rồi, bao nhiêu nam tử gặp nàng cùng con ruồi dính lên đến, làm sao đuổi đều đuổi không đi, những năm này nàng gặp quá nhiều quá nhiều nam tử, nhưng thật đúng là chưa từng gặp qua Giang giật dạng này, chính mình chủ động nói chuyện cùng hắn, hắn thế mà còn không vui. Nàng đối với Giang giật ngược lại là cũng không có đặc biệt ý nghĩ, chỉ là đơn thuần có chút cảm kích thôi. Chính là bởi vì Giang giật, để nàng tại đạo thiên bí cảnh bên trong cảm ngộ thiên tuyền nhịp đập, cái này đích xác là một loại bản nguyên áo nghĩa, nàng đã sớm đạt đến diệt ma chiến thần đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng. Theo đạo thiên bí cảnh bên trong sau khi ra ngoài, nàng hao tốn to lớn đại giới tiến vào hồng mông bí tịch, ở bên trong cảm ngộ ba ngày trực tiếp bước ra một bước cuối cùng, đạt đến phong vương cấp cảnh giới. Nàng tại trước khi đi cùng Giang giật nói thiếu hắn một cái nhân tình, không nghĩ tới đi vào thánh linh giới, thế mà vừa lúc gặp được Giang giật cho nên nàng tự nhiên muốn tới đây chào hỏi, trò chuyện biểu thoáng cái lòng cảm kích. Giang giật mặc sắc nàng, nàng cũng không trở thành phạm tiện, nàng dừng một chút truyền âm nói, ta ở tại tuyết nguyệt lâu đài, giống như người có cái gì phiền phức chi bằng tới tìm ta, ta nói qua thiếu người một cái nhân tình. Truyền âm xong, Kỳ Thanh Trần thản nhiên đứng lên, hướng mọi người chắp tay lại cười nói, "Chư vị, ta hơi mệt chút, liền đi về trước, trời sáng đấu pháp đại gặp." Kỳ Thanh Trần đứng dậy, y bất hối bọn người vội vàng đi theo giữ lại một phen, chỉ là Kỳ Thanh Trần mỉm cười lắc đầu, các nàng chỉ có thể tiếc nuối chuẩn bị đưa Kỳ Thanh Trần ra ngoài. Tại Kỳ Thanh Trần sau khi đi vào, một mực không nói gì Tiểu Ưng Vương lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Thanh Trần tiểu thư, dừng bước." Kỳ Thanh Trần ngoái nhìn cười một tiếng, nhìn qua Tiểu Ưng Vương nói, "Tiểu Ưng Vương, có gì chỉ giáo. Tiểu ưng vương thình lình đứng dậy, ánh mắt tại thời khắc này trở nên phá lệ lăng lệ, lấp lánh nhìn chằm chằm kỳ thanh trần nói, bản vương thiếu một nữ nhân, ngươi làm bản vương vương hậu, như thế nào? Phốc, giữa sân ít nhất có mười mấy người phun ra, giang giật trong miệng rượu ngon cũng phun tới, cái này tiểu ưng vương truy nữ nhân phương pháp cũng quá trực tiếp cương mãnh đi cũng không biết huyền chuyển một điểm nơi này ngồi thế nhưng là toàn bộ địa giới đỉnh cấp công tử tiểu thư A. Y bất hối bọn người liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, Địch Linh Nhi cùng mạch hoài tang bọn người một đám tiểu thư lại sắc mặt đại biến, đầy mắt ảm đạm thương hồn, rất nhiều người u oán nhìn chằm chằm tiểu ưng vương, tựa hồ tại im ắng nói cho hắn biết, lòng của các nàng nát. Tiểu ưng vương nhìn cũng không nhìn mọi người một chút, tràn ngập giã tính cùng kiệt ngạo bất tuần ánh mắt nhìn chằm chằm vào kỳ thanh trần, chờ đợi câu trả lời của nàng. Kỳ thanh trần trên mặt cũng không có đặc biệt biểu lộ, một mực ôn tồn lễ độ, nàng đôi mắt chuyển động vài vòng lập tức phiêu nhiên mà đi, tại cửa ra vào mới truyền vào đến một câu đợi ngươi đạt tới phong vương cấp lại đến nói câu nói này đi ngươi còn chưa có tư cách kỳ thanh trần để toàn trường trở nên hoàn toàn tĩnh mịch cái này quá không cho tiểu ưng vương mặt mũi rất nhiều nhân sinh sợ tiểu ưng vương trong cơn giận dữ xuất thủ nội tâm đều rất là lo lắng bất an tiểu ưng vương cũng không có nổi giận ngược lại trong mắt hiển hiện vô hạn chiến ý cùng ý chí chiến đấu nhếch miệng cười to nói đủ cay đủ sức lực kỳ thanh trần ngươi cho bản vương chờ lấy sớm muộn có một ngày ta sẽ để cho ngươi quỳ gối bản vương trước mặt cầu bản vương sủng hạnh ngươi cuồng vọng thô lỗ lưu manh đây là tất cả mọi người trong đầu hiển hiện suy nghĩ bất quá rất nhanh các nàng lại cảm thấy đương nhiên một chút nữ tử trong mắt lần nữa hiển hiện một tia động tình cùng yêu thương bị tiểu ưng vương cuồng giã cùng bá khí chấn nhiếp giang giật nhìn thấy mạch hoài tang bọn người trong mắt cực nóng lật lên bạch nhãn có chút im lặng những ngày đại gia tộc tiểu thư liền là tiện a thích chính mình không muốn đối với mình chẳng thèm ngó tới ngược lại yêu si mê bất quá ngẫm lại cái này tựa như là thiên tính của con người dễ dàng tới tay không biết chân quý không có được ngược lại càng là khát vọng yến hội đến trình độ này hiển nhiên không có mở đi cần thiết tiểu ưng vương tùy ý cùng mọi người chắp tay hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi tại cửa ra vào lúc ánh mắt của hắn đột nhiên quét về phía nơi hẻo lánh giang giật đằng đằng sát khí truyền âm nói bản vương mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào cách kỳ thanh trần xa một chút kia là bản vương nữ nhân không phải. Tự gánh lấy hậu quả, hóa phát hiện vô số ánh mắt theo quét tới, giang giật minh bạch khẳng định hắn cùng kỳ thanh trần truyền âm bị tiểu ưng vương có chỗ phát giác. Hắn rất là vô tội, nội tâm mắng to không thôi. Liên quan đến hắn cai giam ấy a, à, hắn cũng không có đánh kỳ thanh trần chủ ý, nữ nhân như vậy hắn chút thực lực ấy khống chế không được, hắn cũng không quen ăn bám. Trường 1449, không thể cho ai biết quan hệ. Kỳ Thanh Trần cùng Tiểu ưng Vương kỳ dị cử động, để tất cả mọi người cảm thấy có cái gì không đúng hai người này đều là mắt cao hơn đầu người đại gia tộc công tử tiểu thư cũng sẽ không phản ứng trước đó kỳ thanh trần kỳ dị cử động đã để người hoài nghi giờ phút này tiểu ưng vương trừng trừng nhìn chằm chằm giang giật nghĩ không làm cho người chú ý cũng khó khăn lại thêm giang giật mang theo ngân ma mặt nạ ngoại trừ kỳ thanh trần bên ngoài không ai có thể dò xét thực lực của hắn cũng không biết thân phận của hắn ngân ma mặt nạ còn để giang giật có một loại quỷ mị lực chấn nhiếp cùng khí tức thần bí Giang giật lập tức gây nên rất nhiều người chú ý, một số người nhao nhao truyền âm tìm hiểu Giang giật lai lịch. Mạch hoài tang bọn người bị mạch lăng thu đã cảnh cáo không phải lộ ra Giang giật thân phận, sở dĩ cuối cùng một số người dò thăm tình báo, Giang giật chỉ là địch linh nhi hộ vệ, địa sát giới diệt ma các đại tư không, trừ cái đó ra chẳng phải là cái gì. Tiểu ưng vương đi, mọi người nhao nhao tán đi, mạch hoài tang bọn người mặc dù rất kinh nghi nhưng cũng không tốt hỏi nhiều, riêng phần mình lên chiến xa về tới phong hoa lâu đài. Khi nhìn đến phong hoa lâu đài ba chữ to lúc, Giang giật nội tâm khẽ động, phong hoa tuyết nguyệt chẳng lẽ tuyết nguyệt lâu đài liền tại phụ cận. Giang giật sửng sốt một chút không dám suy nghĩ nhiều, tuyết nguyệt lâu đài đoán chừng trong khoảng thời gian này tân khách như mây A hắn đã bị rất nhiều người chú ý, như lại đi tuyết nguyệt lâu đài không nói tiểu ưng vương có thể hay không tìm phiền toái, vạn nhất bại lộ thân phận sẽ bị mạch lăng thu ném vào không gian thần khí bên trong. Kia cái gì, tiến vào tòa thành bên trong, mạch hoài tang đột nhiên hướng Giang giật vẫy vẫy tay, cũng không biết gọi hắn như thế nào, liền tùy tiện kêu lên, đại tư không, tiểu ưng vương cuối cùng là không phải cùng ngươi truyền âm. Không có A, à, Giang giật rất quả quyết hồi đáp, còn mờ mịt hỏi, mạch tiểu thư vì sao hỏi như vậy. Mạch hoài tăng cửu thiên vấn hiên viên võ đế bọn người trong mắt đều lộ ra một tia nghi hoặc cửu thiên vấn nghĩ nghĩ hỏi kia thanh trần tiểu thư vì sao ngồi bên cạnh ngươi. Ta làm sao biết ngươi hỏi nàng đi A, à? Giang giật đối với cửu thiên vấn không có bất kỳ cái gì hảo cảm, cũng không muốn cùng hắn nói nhảm trực tiếp hướng gian phòng của mình đi đến. Địch Linh Nhi đôi mắt nhất chuyển nhanh chóng đuổi theo, đi theo tiến vào giang giật gian phòng bên trong. Giang giật nhìn thấy địch Linh Nhi như một cái tiểu hồ ly theo ở phía sau, mặt mũi tràn đầy hồ nghi nhìn chính mình, hắn nhếch miệng hỏi, Linh Nhi tiểu thư, ngươi đi theo ta cái gì? Địch Linh Nhi chớp chớp mắt to, hỏi, đại tư không, ngươi thành thật bàn giao, ngươi cùng thanh trần tiểu thư có cái gì không thể cho ai biết quan hệ? Cái gì gọi là không thể cho ai biết quan hệ? Giang giật trên trán hắc tuyến dày đặc, trầm ngâm một lát, không đành lòng lừa gạt địch Linh Nhi nói ra. Linh Nhi tiểu thư, có một số việc ta không tiện nói, bất quá ta cùng Thanh Trần tiểu thư không có quan hệ gì. A à nha, địch Linh Nhi nhìn ra Giang giật không có qua loa nàng, cũng không có nghiên cứu kỹ, nàng suy nghĩ một chút vẫn là dặn dò Giang giật, ngươi cũng đừng đối Thanh Trần tiểu thư có ý nghĩ gì a. À. Nàng thế nhưng là toàn bộ địa giới sở hữu công tử nhà giàu trong lòng nữ thần đâu, đến lúc đó sợ vô số công tử tìm ngươi quyết đấu đâu. Ha ha, Giang giật cười khổ một tiếng, không có giải thích quá nhiều, chỉ là gật đầu nói, tạ tạ Linh Nhi tiểu thư nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Ừm ừm, địch Linh Nhi hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó vang lên cái gì hỏi, đúng rồi, chế chút y bất hối mời chúng ta đi quan sát long tuyển sông, nghe nói nơi đó nước sông như nộ long gào thét, bên trong còn ẩn chứa một loại nào đó thiên địa pháp tắc, người có muốn hay không cùng đi xem xem. Không đi, Giang giật rất kiên quyết lắc đầu nói, ta không thích tham gia náo nhiệt, các người đi chơi đi, vui vẻ lên chút vừa rồi một cái yến hội thiếu chút nữa xảy ra chuyện giang giật làm sao còn dám đi tham gia náo nhiệt hắn còn muốn đi thánh linh sơn đâu cũng đừng không đợi vạn giới đấu pháp bắt đầu tự bị mạch lăng thu ném vào không gian thần khí hoặc là trực tiếp đưa về địa sát giới địch linh nhi đi giang giật mở ra gian phòng cấm chế tu luyện bất quá nội tâm lại là làm sao đều không an tĩnh được thấy được y bất hối cùng tiểu ưng vương để hắn nhớ tới y phiêu phiêu cùng giang tiểu nô Thánh Linh Sơn ngay tại mặt phía bắc trăm vạn lý, có thể nói gần trong gang tấc, nhưng hắn lại ngay cả thành đều không dám ra, không thể đi tìm y phiêu phiêu, chớ nói chi là đi cứu y phiêu phiêu ra. Mẫu thân, hài nhi vô năng, giang giật càng nghĩ càng thống khổ, càng ngày càng đứng ngồi không yên, bao nhiêu cái ban đêm mộng rắt hồn lượn quanh, nhiều lần tưởng tượng lấy cùng y phiêu phiêu gặp nhau hình tượng, đến Thánh Linh Sơn phía dưới, hắn lại chỉ có thể biệt khuất tại cái này ngồi. Nghĩ biện pháp, nhất định muốn nghĩ biện pháp đi gặp mẫu thân một mặt giang giật con mắt có chút phiếm hồng trong phòng đi qua đi lại chuyển một canh giờ hắn phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào coi như tìm mạch lăng thu hỗ trợ đoán chừng cũng vô dụng trời sáng đi tham gia vạn giới đấu pháp đoán chừng đồng dạng không có, có cơ hội nhìn thấy y phiêu phiêu y phiêu phiêu năm đó huyên náo sự tình quá lớn mỹ ảnh tộc tộc phương mặt mo đều mất hết sở dĩ coi như địa sát quân chủ đi cầu tình đoán chừng cũng cứu không ra y phiêu phiêu mạch lăng thu cái này cấp bậc càng là liền gặp y phiêu phiêu một mặt cũng khó khăn Mạch hoài tang bọn người thì càng khỏi phải nói, mặc dù ngày mai vạn giới đấu pháp có thể sẽ bên trên Thánh Linh Sơn, nhưng coi như lên lại như thế nào. Bọn hắn đi chính là Thánh Linh Sơn chi đỉnh, y phiêu phiêu lại tại Thánh Linh Sơn dưới chân, chẳng lẽ hắn trực tiếp đánh cái địa động vụng trộm chui xuống dưới Thánh Linh Sơn là mị ảnh tộc hoàng tộc ở lại địa phương, như ai cũng có thể đánh địa động, mị ảnh tộc đã sớm diệt phong. Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Giang giật sầu đến tóc đều muốn mất, thật vất vả đi vào Thánh Linh giới, hắn cũng không phải đến xem náo nhiệt từng trải nếu như ngay cả y phiêu phiêu đều không gặp được một mặt lần này cũng liền đi không ta ở tại tuyết nguyệt lâu đài giống như ngươi có cái gì phiền phức chi bằng tới tìm ta ta nói qua thiếu ngươi một cái nhân tình giang giật trong đầu đột nhiên hiển hiện một câu hắn đôi mắt phát sáng lên vỗ đùi nghĩ đến một cái tuyệt hảo biện pháp tìm kỳ thanh trần hỗ trợ kỳ thanh trần cảnh giới đạt đến phong vương cấp vẫn là thiên hàn quân chủ độc nữ tương lai thiên hàn quân chủ mà lại Y bất hối tựa hồ thích vô cùng nàng giống như kỳ thanh trần mang theo hắn nói muốn gặp y phiêu phiêu một mặt, có phải hay không tự có rất lớn cơ hội. Phong vương cấp cường giả, đây chính là cùng mỹ ảnh tộc tộc vương một cái cấp bậc, coi như hắn cái kia tiện nghi ông ngoại gặp nàng cũng sẽ lấy kính có thừa A kỳ thanh trần tìm y bất hối, y bất hối vụng trộm mạc mạc đều sẽ mang theo kỳ thanh trần đi. Không được, Giang giật suy nghĩ một hồi phát hiện một vấn đề, kỳ thanh trần đi gặp y phiêu phiêu có thể nói kính ngưỡng loại hình, hắn đi theo kỳ thanh trần đi vậy liền không đúng hắn thân phận gì a à dựa vào cái gì đi theo kỳ thanh trần nói không chừng sẽ khiến y bất hối hoài nghi tiếp theo truyền ra tiểu ưng vương cũng sẽ lập tức tìm đến phiền phức ông bên ngoài cấm chế lấp lánh giang giật bị giật mình tỉnh lại mở ra cấm chế phát hiện là địch linh nhi hắn kinh ngạc đi ra ngoài hỏi linh nhi tiểu thư người không phải nói đi xem long tuyển sông sao vì sao không đi không đi địch linh nhi tức giận đi tới nói ra y bất hối đi thanh trần tiểu thư kia để đệ đệ của hắn mang bọn ta đi Hoài tang tỷ tỷ cảm giác thật mất mặt, sở dĩ đều không đi. Đại tư không ngươi nói là hộ vệ của ta, ngươi theo giúp ta ra ngoài đi dạo đi, tại cái này thật nhàm chán nha. Hộ vệ, giang giật nội tâm lần nữa khẽ động, hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp. Hắn mặt ngoài không phải địch linh nhi hộ vệ sao có thể để địch linh nhi ở phía trước ngăn đỡ mũi tên A. Để địch linh nhi cùng kỳ thanh trần tìm y bất hối đi gặp y phiêu phiêu, hắn làm hộ vệ cũng đi cùng. Lập tức hắn vội vàng kích động nói ra, người muốn đi ra ngoài đi dạo không có vấn đề, chúng ta đi Thánh Linh Sơn đi dạo như thế nào. Chương 1450, Bối Phận, Tuyết Nguyệt lâu đài ngay tại Phong Hoa lâu đài phụ cận. Bất quá hai tòa thành lâu đài trình độ náo nhiệt so sánh là chênh lệch thiên địa, mạch Hoài Tang là địa sát quân chủ tôn nữ không sai, nhưng chỉ vẻn vẹn là tôn nữ mà thôi. Kỳ Thanh Trần lại là tương lai địa sát quân chủ, không nói những công tử kia bọn họ muốn theo đuổi Kỳ Thanh Trần. Chỉ bằng thân phận của nàng thế lực khắp nơi cũng nghĩ cùng nàng thành lập tốt đẹp quan hệ. Tuyết Nguyệt lâu đài bên ngoài ngựa xe như nước, tới một đợt lại đi một đợt, kỳ thanh trần mỗi lần đều không ngoại lệ chỉ là triệu kiến thời gian một nén nhang, lập tức mịt mở tiến khách. Nàng tính tình yêu thích yên tĩnh giống như không phải là không muốn đắc tội những này công tử nhà giàu tiểu thư, đoán chừng một người cũng sẽ không gặp. Xa xa xa, nơi xa lại chạy tới một cỗ chiến xa, đứng tại Tuyết Nguyệt lâu đài bên ngoài, một tên mặc màu hồng phấn váy giải thiếu nữ mang theo một tên người mặc hắc giáp mang theo mặt nạ màu bạc nam tử đi ra, ở bên ngoài đón khách một tên người đẹp hết thời liền vội vàng nghênh đón, thân thiết nói ra, Linh Nhi tiểu thư tới A, địch đại nhân vừa vặn rất tốt. Thiên hàn giới kỳ ra cùng là diệt ma các trọng yếu thế lực, cái này kỳ ra người nhận biết địch Linh Nhi cũng không kỳ quái, địch Linh Nhi con mắt cười thành vành trăng khuyết, gật đầu nói, ra ra bình an. Đa tạ đại nhân nhớ mong, thanh trần tỷ tỷ có đây không ta muốn bái thăm thoáng cái nàng. Ờ, người khác có lẽ không hội kiến địch linh nhi thế nhưng là diệt ma cát nếu không gặp nói chuyển đi cũng quá không cho địch minh mặt mũi người đẹp hết thời ánh mắt hướng giang giật nhìn một cái hỏi linh nhi tiểu thư vị này là đây là chúng ta phân các đại tư không lần này ra ra để hắn đi theo bảo hộ ta địch linh nhi giới thiệu một câu người đẹp hết thời khách khí cười cười mang theo hai người hướng bên trong đi đến tiến vào một cái thiền điện để cho hai người trước an tọa kỳ thanh trần còn tại gặp khách nhân khác trễ chút liền sẽ tới đại tư không, người xác định thanh trần tỷ tỷ sẽ hỗ trợ. Các loại chờ người đẹp hết thời xuống dưới về sau, địch linh nhi hiếu kỳ nháy nháy mắt truyền âm nói. Giang giật rất khẳng định nói ra, chỉ cần ngươi theo ta nói, thanh trần tiểu thư nhất định sẽ hỗ trợ mang bọn ta đi gặp y phiêu phiêu. Tốt, địch linh nhi đầy mắt vui vẻ, y phiêu phiêu kia là địa giới lừng lẫy nổi danh đại mỹ nhân A, địa giới mỹ nhân bảng xếp hạng thứ hai, rất nhiều tiểu thư đều bội phục dũng khí của nàng, cũng không hiểu hành vi của nàng, vì đào hôn thế mà vụng trộm hạ giới, còn cùng nhân gian một cái thổ dân kết hôn sinh con cuối cùng bị mị ảnh tộc cường giả bắt được trở về. Mị ảnh tộc lúc đầu muốn đem cái kia giới diện diệt thế, nhưng y phiêu phiêu tình nguyện bị thần sơn chấn áp 10 năm, cũng muốn bảo trụ giới kia, cũng muốn bảo trụ nàng thích nam tử cùng nàng hai tử. Địch Linh Nhi chưa từng gặp qua y phiêu phiêu, bất quá nghe nói sự tích của nàng sau đối nàng dũng khí rất là bội phục. Các nàng loại này đại gia tộc tiểu thư, hôn nhân đều rất khó làm chủ, mặc dù địch linh nhi rất thích tiểu ưng vương nhưng nàng tự mình biết tuyệt đối không đùa thân phận địa vị tranh lệch quá lớn cuối cùng nàng chỉ có thể ở gia tộc an bài xuống gả cho một cái không thích phu quân trải qua tê liệt sinh hoạt giang giật nói muốn dẫn nàng đi gặp y phiêu phiêu mặc dù địch linh nhi nội tâm có rất nhiều nghi hoặc cùng tò mò nhưng giang giật không muốn nhiều lời nàng cũng không tốt hỏi nhiều ngược lại cảm thấy rất kích thích chơi rất vui thế là rất sảng khoái đáp ứng giang giật xa 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 không có qua quá lâu một đạo sinh đẹp thân ảnh đi đến, địch Linh Nhi liền vội vàng đứng lên ngọt ngào cười nói, thanh trần tỷ tỷ tốt. Giang giật cũng đứng lên, bất quá cũng không nói lời nào, chỉ là cùng kỳ thanh trần nhẹ gật đầu. Cái sau khóe miệng rào rạt ra mỉm cười rực rỡ, đi tới sờ lên địch Linh Nhi mái tóc nói, Linh Nhi muội muội lần trước gặp ngươi, ngươi vẫn còn con nít, lại trưởng thành nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Địch Linh Nhi trên mặt hiển hiện một tia đỏ ửng nói, thanh trần tỷ tỷ mới là đại mỹ nhân đâu, người thế nhưng là địa giới thập đại Mỹ nhân bảng xếp hạng thứ nhất đâu. Đệ nhất, Giang giật có chút kinh ngạc, độc linh nói y phiêu phiêu xếp hạng thứ hai, cái này thanh trần xếp hạng thứ nhất, kia kỳ thanh trần hẳn là cùng y phiêu phiêu một đời người A à vậy hắn có phải hay không muốn gọi kỳ thanh trần A A. Nghĩ nghĩ Giang giật lại tự diễu nở nụ cười, tại thượng giới đời này phân rất loạt, có người kết hôn sớm, có người kết hôn trễ, mà lại tại thượng giới chỉ cần không có kết hôn 20 tuổi dưới đây đều tính toán thanh niên nam nữ. Thượng giới 20 năm, hạ giới thế nhưng là hai ngàn năm. Cái này giống như không ngừng kết hôn sinh con, đoán chừng đều có thể sinh sôi mấy chục đời. Cũng tỉ như địch linh nhi đi, thoạt nhìn như là một đứa bé, nhưng nàng cũng có bảy tám tuổi, hạ giới mà tính là bảy tám trăm tuổi, giống như tại hạ giới đoán chừng hậu đại đều có mấy chục đời đi tại thượng giới nhưng vẫn là hài tử. Y phiêu phiêu đã cùng kỳ thanh trần một cái xếp hạng thứ hai, một cái xếp hạng thứ nhất, vậy liền có thể tính là cùng thế hệ người. Y bất hối là y phiêu phiêu cháu trai, lại tại truy cầu kỳ thanh trần. Nghĩ nghĩ, Giang giật cảm giác rất là nhức đầu, cũng mặc kệ thượng giới loạn thất bát tao bối phận. Bên kia kỳ thanh trần cùng địch Linh Nhi hàn huyên hoàn tất, kỳ thanh trần nhìn hắn một cái, để địch Linh Nhi ngồi xuống, lúc này mới mỉm cười hỏi, Linh Nhi muội muội lần này tới là có chuyện a? A tỷ tỷ làm sao biết, địch Linh Nhi ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, kỳ thanh trần làm sao mà biết được Giang giật lại nở nụ cười khổ, Kỳ Thanh Trần đoán chắc hắn là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, cũng hẳn là đoán được Địch Linh Nhi là một cái đáng tiễn bài. Quả nhiên, Kỳ Thanh Trần nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, không có giải thích, chỉ là lại cười nói, Linh Nhi muội muội, chỉ cần tỷ tỷ có thể giúp đỡ, cứ nói đừng ngại. Địch Linh Nhi nhìn giang giật một chút, mở miệng nói, ta muốn đi nhìn một chút phiêu phiêu tiểu thư, Thanh Trần tỷ tỷ có biện pháp không? Bồng bềnh, Kỳ Thanh Trần ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Giang giật nói, người muốn gặp bồng bình ngươi cùng nàng quan hệ thế nào việc này rất khó xử. Đã không thể gạt được kỳ thanh trần, Giang giật cũng khai môn kiến sơn truyền âm nói, thanh trần tiểu thư, ngươi nói nợ ta một món nợ ân tình, giống như ngươi có thể mang bọn ta đi gặp y phiêu phiêu, nhân tình này coi như trả, Giang mỗ sẽ còn phi thường cảm kích ngươi. Kỳ thanh trần trầm mặc, suy tư thật lâu, lần này không có truyền âm trực tiếp mở miệng nói ra, kỳ thật ta cũng rất muốn bồng bình một mặt, bất quá mị ảnh vương còn tại nổi giận bên trong, sở dĩ ta một mực không dám nhắc tới. Việc này, ta nghĩ một chút biện pháp đi, các người trước tiên ở cái này ngồi, ta đi một chút tự hồi trở lại, có được hay không tự xem vận khí. Đa tà tỷ tỉ, tỉ, địch linh nhi khôn khéo đứng lên, giang giật cũng rất hài lòng nhẹ gật đầu, kỳ thanh trần nhẹ lướt đi. Ngồi một hồi, giang giật nghĩ nghĩ đem nội tâm nghi hoặc ném ra ngoài, linh nhi tiểu thư. Cái này thượng giới bối phận tính thế nào a à theo lý thuyết thanh trần tiểu thư cùng y phiêu phiêu là một đời, y bất hối lại là y phiêu phiêu thế hệ con cháu, vậy các người phải gọi thanh trần tiểu thư Asia. Phốc, địch Linh Nhi cười khúc khích nói, thượng giới bối phận rất loạn, chúng ta quen thuộc là mỗi người giao một vật, chỉ cần không phải cùng bậc cha chú hảo hữu, tuổi tác không kém nhiều đều có thể theo cùng thế hệ kết giao. Dù sao liền là loạn giao thôi, loạn giao, Giang giật đột nhiên cảm thấy cái từ ngữ này rất cái kia, địch Linh Nhi tựa hồ cũng phát hiện, hai người đều có chút xấu hổ, trầm mặc xuống không nói thêm gì nữa. Sau nửa canh giờ, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, phá vỡ hai người xấu hổ. Kỳ Thanh Trần đi đến, vẻ mặt tươi cười nhìn hai người một cái nói, được rồi, y bất hối đồng ý mang bọn ta lặng lẽ đi vào một chuyến, trễ chút tựu đi. chương 1451, Thánh Ngục, nói thì chậm ta, Giang giật cùng địch Linh Nhi lại dòng dã đợi năm canh giờ, thẳng đến hai vòng huyết nguyệt bay lên không về sau, Kỳ Thanh Trần mới đi vào đây cùng hai người nói có thể đi. Kỳ Thanh Trần khách nhân thực sự nhiều lắm, tăng thêm y bất hối muốn đi dò xét tình huống an bài sự tình, cho nên mới chậm trễ lâu như vậy. Cái này năm canh giờ, giang giật là một ngày bằng một năm A, nội tâm một mực căng thẳng, tại kỳ thanh trần sau khi xuất hiện càng là cả người cũng hơi run rẩy. Các người đi theo là được, đừng nói chuyện, cũng có khác bất luận cái gì dị động. Kỳ thanh trần bàn giao một tiếng, giang giật cùng địch linh nhi vội vàng nhẹ gật đầu. Kỳ thanh trần mang theo hai người đi ra thiền điện, nhưng không có đi cửa trước, mà là đi tới hậu viện. Hậu viện có một cái tiểu hoa viên, trong hoa viên ở giữa còn có một cái quảng trường nhỏ. Một người mặc cẩm bào tuổi trẻ nam tử đứng tại quảng trường nhỏ bên trong, đang cúi đầu nhẹ nhàng lấy xuống một đóa màu vàng hoa tươi. Hái được hoa tươi sau hắn còn nhắm mắt lại tại trên mũi nhẹ ngửi một trận. Lúc này mới quay đầu mỉm cười nói thanh trần tháng này hoa rơi. Hắn còn chưa nói xong tự im bặt mà dừng. Kinh ngạc nhìn qua phía sau địch linh nhi cùng giang giật ba ba nháy nháy mắt, có chút lúng túng cười đau. Linh nhi tiểu thư cũng tại a. À kỳ thanh trần cười nhạt một tiếng gật đầu nói linh nhi muội muội phi thường ngưỡng mộ ngươi tiểu cô sở dĩ muốn theo đi xem một chút ây y bất hối rõ ràng coi là lần này chỉ có kỳ thanh trần một người đi còn muốn lấy có thể cùng kỳ thanh trần hai người một chỗ thoáng cái lại không nghĩ rằng không chỉ có địch linh nhi muốn đi giang giật còn muốn đi theo hắn nhìn lướt qua giang giật trong mắt bản năng hiện lên một tia để phòng nói linh nhi muội muội có thể đi bất quá vị này thì miễn đi giang giật trong mắt quang mang lạnh lẽo âm thanh lạnh lùng nói tiểu thư ở đâu ta tại kia địch linh nhi ánh mắt nhìn về phía kỳ thanh trần kỳ thanh trần u u cười nói giống như y công tử khó xử quên đi đi cũng không tính khó xử y bất hối vội vàng nói tiếp thật vất vả kỳ thanh trần cầu nàng hỗ trợ vẫn là thăm hỏi chính mình tiểu cô y bất hối sao có thể cự tuyệt hắn tại kỳ thanh trần tìm hắn lúc mừng rỡ như điên đây chính là cực kỳ tốt cơ hội có thể cùng kỳ thanh trần rút ngắn quan hệ trong tay hắn quang mang lóe lên xuất hiện một cỗ hoa lệ thần châu, thần châu phía trước có một cái to lớn áo chữ, hắn khẽ mỉm cười nói, thanh trần tiểu thư mời, linh nhi tiểu thư mời. Kỳ thanh trần chân ngọc một điểm, thân thể nhẹ nhàng đi lên, địch linh nhi cùng giang giật theo sát phía sau. Y bất hối cuối cùng đi vào đóng lại đại môn, lúc này mới mang theo mọi người đi trước khoang thuyền, đồng thời khống chế thần châu chậm rãi bay lên không hướng bắc mới bay đi. Ông, y bất hối đánh ra một đạo thiên lực, thần châu bốn vách tường dần dần trở nên trong suốt, ở bên trong có thể vừa xem phía ngoài mỹ lệ cảnh tượng. Chân trời hai vòng huyết nguyệt tản mát ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt, đem toàn bộ đại địa chiếu dọi đến vô cùng yêu diễm. Cái này thiên mỹ thành mỹ lệ phi thường, bốn phía bị dãy núi vần quanh, nơi xa cây xanh râm mát, tường thành bên ngoài còn có một loại màu trắng tiểu hoa nở đầy khắp nơi, nhìn phi thường lộng lẫy. Y bất hối nhìn thấy tất cả mọi người nhìn chằm chằm màu trắng tiểu hoa xem, mỉm cười giải thích nói, đây là lông trắng tốn, là năm đó tiểu cô để cho người ta gieo xuống. Hoa này tại chúng ta mị ảnh tộc tượng trưng cho thuần khiết tình yêu, tiểu cô để cho người ta chủng hoa thời điểm nói qua, tình yêu liền là tình yêu, không quan hệ thân phận địa vị, chỉ cần hai người lẫn nhau mến nhau, so cái gì đều trọng yếu. Ách, Giang giật thân thể khẽ run lên, mang trên mặt mặt nạ nhìn không ra biểu lộ, nội tâm lại là phi thường khối động, hắn tự hồ thấy được y phiêu phiêu năm đó để cho người ta tương thiên mị thành bốn phía đủ loại tiểu hoa, một người đứng tại trên tường thành cười nhạt một tiếng hình tượng. Kỳ Thanh Trần cùng Địch Linh Nhi cũng hơi có chút xúc động, hai người đều trầm mặc không nói, si ngốc nhìn qua đếm không hết màu trắng tiểu hoa. Cái này tiểu hoa bị huyết nguyệt hồng quang chiếu dọi lộ ra càng thêm mỹ lệ. Thần châu vô thanh vô tức hướng nơi xa bay đi, bên trong bầu không khí cũng biến thành phá lệ kiều diễm. Ai? Y bất hối nhàn nhạt quét mắt cúi đầu trầm mặc đứng thẳng giang giật có chút đáng tiếc. Như tối nay giang giật cùng Địch Linh Nhi không đến thì tốt biết bao a. À. Hắn có thể nếm thử đi vào Kỳ Thanh Trần trong lòng, chậm rãi cảm hóa cảm động nàng giang giật theo tới cái này kiều diễm khí tức thoáng cái tựu bị phá hư. Thần châu dần dần ra tốc phi hành, y bất hối một đường cho mọi người giới thiệu cảnh đẹp. Không thể không nói y bất hối đích thật là một cái rất có mị lực nam tử, ôn tồn lễ độ, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn, tướng mạo tuấn mỹ, địa vị hiền hách như nữ tử sớm đã bị hắn mê hoặc. Giang giật vô tâm nghe y bất hối thổi nước, mặc dù cúi đầu đứng tại địch linh nhi sau lưng, nhưng ánh mắt lại là không ngừng nhìn về phía phương Bắc, xa xa hắn đã có thể nhìn thấy một đạo sông lên trời bóng đen, nội tâm của hắn cũng càng ngày càng khuấy động. Tới gần, tới gần, khoảng cách Thánh Linh Sơn càng ngày càng gần, địa giới đệ nhất kỳ phong cũng ra giang giật tầm mắt bên trong, trong mơ hồ giang giật tựa như thấy được một cái kình thiên trụ lớn, xuyên thẳng chân trời. Địa giới đệ nhất kỳ phong quả nhiên danh bất hư truyền. Giang giật âm thầm cảm khái, núi này căn bản không nhìn thấy đỉnh núi, đoán chừng có gần nửa đoạn đều trên tầng mây A mà lại núi này không có đường, căn bản sợ không đi lên, cao như vậy muốn bay đi lên không đạt tới phong vương cấp cường giả đoán chừng không được. Nói một cách khác võ giả căn bản là không có cách đi đỉnh núi, trừ phi trong núi đào đất động, nhưng mị ảnh tộc hoàng tộc chỗ kỳ phong, người bình thường có thể đến gần. Mẫu thân tựu bị chân áp tại Thánh Linh Sơn phía dưới. Giang giật ánh mắt nhìn về phía Thánh Linh Sơn chân núi, kém chút rơi lệ, hắn không ngừng nói với mình phải tỉnh táo phải bình tĩnh, nếu không cho y bất hối nhìn ra cái gì, sợ là chính mình tựu không có cơ hội tiến vào thần châu lần nữa tăng nhanh một tia tốc độ cũng không có trực tiếp hướng lên trên mặt bay đi mà là rơi vào chân núi trên một cái quảng trường mà quảng trường này bên trong cũng không có kiến trúc chỉ có một cái truyền tống trận kỳ thanh trần hẳn là đi qua thánh linh sơn mà thượng phong khinh vân nhạt địch linh nhi lại hơi kinh ngạc y bất hối cười giải thích nói thánh linh sơn trừ phi phong vương cấp cường giả bất kỳ người nào đều lên không được sơn chỉ có thông qua truyền tống trận truyền tống đi lên thất công tử chư vị đại nhân tốt Thủ vệ truyền tống trận chính là năm tên thần đế, mấy người nhìn thấy y bất hối mang theo mấy người bay ra ngoài liền vội vàng hành lễ. Y bất hối mang theo ba người tiến vào truyền tống trận khua tay nói truyền tống. Ông, một đạo bạch quang hiện lên, mọi người biến mất tại trong truyền tống trận. Các loại chờ bạch quang hiện lên về sau, giang giật phát hiện đi tới như tiên cảnh, bởi vì các nàng đứng tại một cái trên đất bằng, mà bốn phía đều là trôi nổi mây mù, nơi xa cung điện tại trong mây mù như ẩn như hiện, nhìn cùng tiên cảnh không có khác nhau nơi tốt địch linh nhi cảm khái một tiếng y bất hối lại truyền âm nói về sau đang từ từ thưởng thức đi chúng ta đi trước gặp tiểu cô như bị ra ra phát hiện coi như phiền toái mọi người vội vàng không dám nhìn nhiều đi theo y bất hối nhanh chóng tiến lên có y ra công tử dẫn đường ngược lại là không ai dám hỏi nhiều cái gì chỉ là có mấy đạo cường đại thần thức quét tới thấy lại y bất hối cùng kỳ thanh trần sau đều không dám tới quấy dày cuối cùng bốn người đã tới một cái cung điện bên ngoài Cung điện đại môn có hai tên thần đế thủ hộ, nhìn thấy y bất hối mang theo mấy người tới, một người nhướng mày chắp tay nói, "Thất công tử, thánh ngục cấm địa, không có tộc trưởng lệnh, bất luận kẻ nào không được đi vào." Ông, y bất hối trong tay sáng lên một khối lệnh bài màu vàng óng, hai tên thần đế không dám nói nhảm, chắp tay mở ra cung điện đại môn, y bất hối nháy mắt ra dấu, mang theo mọi người đi vào. "Tộc trưởng lệnh, làm." Tiến vào về sau, Kỳ Thanh Trần có chút hiếu kỳ truyền âm nói, "Y công tử, người lệnh bài này ở đâu ra?" y bất hối cười khổ một tiếng truyền âm nói lệnh bài này chỉ có gia gia của ta cùng phụ thân có ta cầu thật lâu phụ thân mới cho ta dùng một lần đi thôi mặc dù gia gia đang bế quan nhưng nếu là bị hắn cảm giác được chúng ta còn không thể nào vào được thánh ngục kỳ thanh trần không dám nhiều lời tại y bất hối dẫn đầu hạ nhanh chóng tiến vào trong cung điện bên trong cung điện này không có cái gì chỉ có một đầu thật dài màu đen hành lang mà tại mọi người đi đến cuối hành lang về sau lại xuất hiện một cái xoắn ốc mà xuống thềm đá, phía dưới đen nhánh cũng không biết sâu bao nhiêu. Đây là chúng ta mỹ ảnh tộc thánh ngục, y bất hối trên mặt có ta khổ sở, đứng tại cửa ra vào chìm thở dài, cái này thánh ngục là giam giữ mị ảnh tộc trọng phạm địa phương, hết thảy tầng 18, càng hướng xuống trọng lực càng khủng bố hơn, tiếp nhận thống khổ cũng càng lớn, tiểu cô. Tự bị giam tại tầng thứ 18, chương 1452, 18 tầng địa ngục. 18 tầng địa ngục, Giang giật sắc mặt đại biến, cũng may hắn mang theo mặt nạ nhìn không ra cái gì mà lại kỳ thanh trần cùng địch linh nhi sắc mặt cũng thay đổi hắn đứng tại địch linh nhi sau lưng y bất hối một ngược tải chú ý kỳ thanh trần ngược lại là không có để ý hắn giang giật lặng lẽ nuốt nước miếng một cái không dám phát ra bất kỳ thanh âm sợ gây nên y bất hối chú ý chờ đợi y bất hối dẫn đường hướng phía dưới thang đá đi đến lúc hắn mới quay mặt đi nhắm mắt lại thật sâu hít thở thoáng cái ổn ổn bước chân đi theo thang đá tia sáng rất tối cách mỗi trăm cấp lại có một viên dạ minh châu, bất quá là màu da cam tia sáng, để bên trong có vẻ hơi âm trầm, thang đá là hình dạng xoắn ốc một mực hướng xuống dọc theo, không nhìn thấy phía dưới có cái gì. Bốn người tốc độ cũng không có quá nhanh một đường hướng phía dưới đi đến, đi năm ngàn cấp bậc thang về sau, phía dưới xuất hiện một cái cửa đại thạch điện, thạch điện bên trong có ba đầu hành lang, hai đầu dọc theo đi chỗ xa, một đầu tiếp tục hướng phía dưới uốn lượn mà đi. Thanh Trần, Linh Nhi Tiểu Thư, Chú ý, tầng thứ nhất này trọng lực là phía ngoài gấp trăm lần. Khi tiến vào thạch điện trước y bất hối ngừng lại, cho đại gia giới thiệu nói. Kỳ Thanh Trần không quan trọng nhún vai, bước vào trong thạch động, địch linh nhi có chỗ chuẩn bị bước vào sau cũng không có dị dạng, giang giật một bước vào sau lập tức cảm giác thân thể trầm xuống, bị một loại đại sơn đè xuống. Tầng thứ nhất tựu gấp trăm lần trọng lực, điều này nói rõ nhốt tại tầng này người ngày đêm đều muốn từng chịu gấp trăm lần trọng lực kia tầng 18 trọng lực khủng bố đến mức nào. Giang giật ánh mắt hiếp lại, hai tay run nhẹ nhẹ thoáng cái, cũng may bên kia y bất hối đã mang theo kỳ thanh trần bọn người hướng phía dưới đi đến, cũng không có chú ý hắn. Giang giật còn phát hiện có hai đạo cường đại thần thức quét thoáng cái tới, phát hiện là y bất hối sau lập tức thu về. Hắn bước nhanh đuổi theo, rất thần kỳ là đi ra thạch điện tiếp tục hướng phía dưới thang đá đi đến, kia trọng lực lại biến mất. Cái này trọng lực hẳn là mỗi một tầng mới có, thang đá bên trên là không có trọng lực. Quả nhiên, đến tầng thứ hai, trọng lực lại có, lần này lại là 200 lần. Điểm ấy trọng lực đối với giang giật đám người cũng không có quá lớn ảnh hưởng, bất quá như thời gian dài ở nơi này, đoán chừng lại có ta khó chịu. Giang giật nội tâm càng ngày càng nặng trọng, càng ngày càng thống khổ, hắn đều có chút không đành lòng hướng xuống mặt đi. Tầng thứ ba, trọng lực 300 lần, tầng thứ tư, 400 lần. Chú ý, tại hạ tầng thứ năm thời điểm, y bất hối đột nhiên dừng bước, bàn giao nói, tầng này trọng lực hội gia tăng một chút, là phía ngoài nghìn lần, nhìn lần, Giang giật nội tâm run lên, hắn đã không cách nào tưởng tượng tầng thứ 18 trọng lực sẽ có bao nhiêu kinh khủng, hắn sắc mặt dần dần có chút trở nên yếu ớt, kỳ thanh trần chú ý tới Giang giật có chút không đúng, lặng yên truyền âm tới, Giang giật, người không sao chứ. Giang giật không có truyền âm, chỉ là nhìn kỳ thanh trần một chút đưa tới một cái không có chuyện gì ánh mắt, hắn thực lực thấp không dám loạn truyền âm, sợ bị y bất hối xem thấu. Mọi người tiếp tục hướng phía dưới đi đến, tầng thứ 5.000 lần, tầng thứ 6 1.100 lần, tầng thứ 7 1.200 lần dạng này tăng lên xuống dưới. Tại tầng thứ 10 lúc, trọng lực lần nữa đột một tăng biến thành 2.000 lần, giang giật tiến vào tầng thứ 10 đại điện lúc, thân thể đã có chút cong lên đi đường trở nên khó khăn, kỳ thanh trần bọn người nhưng không có nửa điểm vấn đề. a à, y bất hối rốt cục phát hiện vấn đề, hắn nghi ngờ quét giang giật một chút hỏi, vị huynh đệ kia giống như không chống nổi nếu không ngươi ngay tại thang đá thượng đẳng đi. Kỳ thanh trần cùng địch linh nhi cũng nhìn lại, Giang giật lạnh băng băng cắn răng nói, tiểu thư ở đâu, ta tại kia. Kia đi thôi, y bất hối cười nhạt một tiếng không nói gì thêm, bước chân tăng nhanh một phần, mọi người nhanh chóng hạ thang đá, từng tầng từng tầng đi đến, tại 15 tầng thời điểm trọng lực lần nữa tăng mạnh, đạt đến 3.000 lần. Vị huynh đệ kia còn có thể được không? Y bất hối dừng bước lại cố ý ở trong đại điện dừng lại, giang giật lạnh giọng nói ra, nam nhân không thể nói không được. Phốc, kỳ thanh trần cùng địch linh nhi cười khúc khích, địch linh nhi sắc mặt còn có chút phiếm hồng y bất hối nhếch miệng cười nói vậy thì tốt tiếp tục đi thôi y bất hối đột nhiên bước nhanh hơn hướng phía dưới chạy đi mọi người theo sát tại đến tầng thứ 16 lúc y bất hối không nói lời nào vào thẳng nhập thạch điện giang giật ba người cũng cùng theo vào nhưng mà tầng này trọng lực lại không phải ba ngàn lần mà là ít nhất đạt đến bốn ngàn lần giang giật hai chân mềm nhũn liền muốn quỷ đi xuống tại thời điểm mấu chốt hắn lập tức vận dụng huyền hoàng chi lực nhục thân trong nháy mắt cường đại gấp trăm lần hắn uốn lượn hai chân thoáng cái đứng thẳng, nhẹ nhõm đứng ở bên trong, trong đôi mắt không có nửa điểm miễn cưỡng. a à, y bất hồi ánh mắt lộ ra kinh ngạc, kỳ thanh trần cùng địch Linh Nhi vừa tiến đến cũng cảm giác không ổn, trước tiên hướng giang giật nhìn lại, lại không nghĩ rằng giang giật nhục thân trong nháy mắt trở nên như thế cường đại. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được giang giật trong thân thể truyền đến một cỗ không hiểu khí tức, rõ ràng cường đại rất nhiều rất nhiều. Mấu chốt nhất là mọi người cũng không có phát hiện giang giật nuốt bất luận cái gì đan dược, thân thể này làm sao có thể trong nháy mắt cường đại nhiều như vậy y bất hối kỳ thanh trần địch linh nhi nhìn xem giang giật bởi vì ngân ma dưới mặt nạ giang giật mặt trở nên phá lệ quỷ mị giờ khắc này giang giật không hiểu trở nên thần bí tựa hồ bản thân hắn liền là một cái trí cường giả trước đó chỉ là ẩn giấu thực lực thôi đi y bất hối cũng không tốt nói thêm cái gì mang theo mọi người tiếp tục hướng phía dưới đi đến 15 tầng phía dưới trọng lực trở nên phá lệ kinh khủng tầng 17 đạt đến 5.000 lần Giang giật nhắm mắt lại có chút không dám tưởng tượng, thập bát trọng có thể hay không đạt tới 6 bảy lần. Đến nơi này, y bất hối sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, kỳ thanh trần cùng địch linh nhi trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt đau thương. Tầng 17 đã 5 ngàn lần trọng lực, tại cái này trọng lực phía dưới sợ là đi ngủ đều không thở nổi a à hành tẩu cũng sẽ phi thường gian nan, chẳng lẽ lại thời thời khắc khắc đều vận chuyển thiên lực đứng vững trọng lực, vậy sẽ không tươi sống mệt chết sao? Mẫu thân, Giang giật ở trong lòng mặc niệm, đi tại trên thềm đá mặc dù không có trọng lực, nhưng hắn bước chân lại là càng phát nặng nề, tim của hắn đập cũng càng lúc càng nhanh, giờ khắc này cảm giác muốn hít thở không thông. sốt cục, mọi người bước vào tầng 18, tất cả mọi người trở ra thân thể cũng hơi trầm xuống, coi như đạt tới diệt ma chiến thần thực lực địch linh nhi cóng cũng có chút uốn lượt, bước chân có chút phát run, giang giật nhục thân mặc dù tăng phúc gấp trăm lần, nhưng không sai biệt lắm cũng liền thần vương đỉnh phong, sở dĩ cóng lại cong lại, hắn trong đôi mắt hiện ra tơ máu, bờ môi có chút run dày, hành tàu có chút lảo đảo. Tầng 18 trọng lực lại là vạn lần, y bất hối cùng địch linh nhi bước chân đều bị ảnh hưởng rất lớn, kỳ thanh trần nhưng không có nửa điểm ảnh hưởng. Nơi này đường cũng thay đổi thành hai đầu, hiển nhiên đến tầng dưới chót nhất, kỳ thanh trần hướng hai đầu mở tối hành lang nhìn một cái, hỏi bồng bình tại bên nào. Bên này, y bất hối nhìn qua bên trái một cái thông đạo, nện bước bước chân nặng nề mang theo trước mọi người đi. Hành lang rất dài, đi ước chừng ngàn trường khoảng cách phía trước mới xuất hiện một đạo môn, cửa ra vào có một cái kim giáp lão giả ngồi xếp bằng, nhìn thấy mọi người đi tới hắn lạnh lùng quét qua, lạnh giọng nói ra, thất công tử, tộc trưởng hạ lệnh, bất kỳ người nào không phải thăm viếng phiêu phiêu tiểu thư. Ta biết, y bất hối gật đầu nói, trong tay lấy ra tấm lệnh bài kia nói, có cái này cũng không được. chương 1453, lão cổ đồng. Tộc trưởng lệnh, làm, kim giáp lão giả nhìn thoáng qua, có chút trần chờ lệnh bài này mị ảnh tộc chỉ có hai khối, đại biểu là cao nhất quyền lực, gặp lệnh bài tương đương gặp mị ảnh vương. Vấn đề là hắn đã từng đạt được mị ảnh vương mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được thăm viếng y phiêu phiêu, sở dĩ có chút trần chờ Hừ, y bất hối cảm giác có chút thật mất mặt, hắn lạnh giọng nói ra, 36 trưởng lão, gặp tộc trưởng lệnh làm như gặp tộc trưởng, người dám kháng mệnh mở cửa. Xảy ra chuyện ta dốc hết sức đảm đương, không dám, kim giáp lão giả mặc dù cũng là mị ảnh tộc, nhưng lại không phải trực hệ, không có tại trung tâm quyền lực, nếu không cũng sẽ không bị phái tới trông coi thánh mục đã y bất hối đã nói như vậy hắn cũng không tốt nói cái gì một tay đập vào trên cửa chính đại môn quang mang lóe sáng chậm rãi hướng lên trên mặt thu đi tt tê tê, Giang giật mặc dù bị trọng lực ép tới thấu không đi qua tới nhưng giờ khắc này tim đập cử mãnh liệt suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài hắn nuốt nước miếng một cái ánh mắt khát khao nhìn chầm chầm bên trong toàn thân đều không ngừng run rẩy ừ sang giật dị động hấp dẫn y bất hối Kỳ thanh trần địch linh nhì chú ý trong mắt ba người hiện lên một tia kinh nghi bởi vì giang giật thân thể run rẩy có thể là chịu không được trọng lực nhưng hắn thần sắc trong mắt lại quá khác thường kích động khẩn trương có chút quá mức a à. cửa đá chậm rãi hướng lên trên mặt thu đi bên trong một cái mở tối thạch điện cũng suốt chúng người trong tầm mắt y bất hối bọn người không có thời gian phản ứng giang giật ánh mắt đều hướng bên trong quét tới tìm kiếm bên trong bị cầm tù người thạch điện cũng không lớn bên trong chỉ có một cái tiểu điện cùng một cái phòng bên trong cung điện nhỏ trống rỗng không có cái gì chỉ có màu da cam dạ minh châu tản mát ra mở tối quang mang, cửa gian phòng cũng không có đóng lại, ở bên ngoài lờ mờ có thể nhìn thấy nửa cái gian phòng cảnh tượng. Giang giật xuyên thấu qua cửa phòng lờ mờ nhìn thấy nửa cái bóng lưng, một người mặc nữ tử đang ở bên trong bồ đoàn bên trong ngồi xếp bằng, sống lưng của nàng hơi có chút uốn lượn, hiển nhiên không phụ trọng áp. Nàng hẳn là đang bế quan bên trong, cũng không có phát hiện bên ngoài cửa đá đã mở ra, sở dĩ mọi người chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của nàng, không nhìn thấy mặt. Là mẫu thân, Hắn nhìn thấy cái bóng lưng kia lúc, trong nháy mắt nhận định đây chính là Y Phiêu Phiêu, hắn không hiểu cảm giác cùng bên trong nữ tử kia có một tia huyết mạch cộng minh, ánh mắt hắn nổi lên hồng quang, y bất hối kỳ thanh Trần Địch Linh nhi ba người đã nhấc chân hướng bên trong đi, hắn lại chậm chạp không có di chuyển bước chân, ánh mắt một mực dừng lại tại cái kia trên bóng lưng. "Hô hô", hắn cố nén khóe mắt lệ thủy, hít một hơi thật sâu, nhấc chân đi theo hướng bên trong đi đến, đồng thời cũng chậm rãi tản ra thần thức phòng nghỉ ở giữa tìm kiếm. Nhưng mà Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Y bất hối bước vào đại môn lúc, đại môn đột nhiên quang mang lấp lánh, tiếp lấy xuất hiện một cái trong suốt màn hào quang, thoáng cái đem y bất hối cho bắn ngược ra, còn liên quan đem phía sau địch Linh Nhi đâm đến lui về phía sau mấy bước. Kỳ thanh trần biến sắc, một tay bắt lấy địch Linh Nhi, nhìn thấy thu đi lên cửa đá ẩm vang rơi xuống, trong mắt nàng trần chờ Ách, Giang giật không nghĩ tới cái này trong cửa đá lại có ẩn tàng cấm chế, hắn nhìn thấy cửa đá liền muốn ẩm ẩm đóng cửa, lập tức cuống lên, đôi mắt nhất chuyển truyền âm cho kỳ thanh trần nói kỳ thanh trần giúp ta phá vỡ cửa đá cứu ra y phiêu phiêu ta giang giật làm châu làm ngựa cho ngươi cả một đời kỳ thanh trần càng thêm trần chờ nàng quay đầu nhìn giang giật một chút nhìn thấy trong mắt của hắn kia điên cuồng thần sắc không hiểu khẽ động trong tay sáng lên một đạo nhu hòa bạch quang liền muốn xuất thủ ngăn cản cửa đá rơi xuống hừ nhưng là một đạo trùng điệp hừ lạnh đột một vang lên nổ vang tại trong lòng của tất cả mọi người giang giật cùng địch linh nhi y bất hối thân thể run lên hai chân mềm nhũn trực tiếp chấn động đến té ngã trên đất, kỳ thanh trần trong tay ánh sáng sáng lên cũng ảm đạm, bất đắc dĩ nhìn xem cửa đá ầm ầm đóng cửa, cấm chế quang mang lấp lánh không ngớt. Ra ra, y bất hối sắc mặt đại biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới mị ảnh vương lại gian phòng bên trong bố trí ẩn tàng cấm chế, một khi bất luận kẻ nào đi vào liền sẽ khởi động, hắn đoán chừng cũng sẽ cảm giác được. Mị ảnh vương tính cách nhất là cứng nhắc, đối đãi tộc nhân cùng con em nhà mình phi thường nghiêm khắc, liền thương yêu nhất tiểu nữ nhi đều có thể nhẫn tâm chân áp, y bất hối không biết hắn vụng trộm dẫn người vào đây, lại nhận cỡ nào trọng phạt. Quả nhiên, một giọng già nua vang lên, người tới, đem y bất hối mang đến 15 tầng, quan một tháng. Vù vù, nơi xa trong hành lang bay tới hai đạo thanh phong, hai bóng người ngưng kết mặt không thay đổi cầm xuống y bất hối, mà y bất hối nhưng không có bất luận cái gì cầu xin tha thứ, bởi vì hắn biết rõ mị ảnh vương quyết định chú ý sự tình, ai cũng không có khả năng sửa đổi. Chờ chút, kỳ thanh trần thân thể lóe lên, một tay tại giang giật trên bờ vai vỗ, một cỗ không hiểu năng lượng tiến vào, giang giật toàn thân cũng không thể động đậy, ngay cả nói chuyện cũng không nói được. Kỳ thanh trần nhìn thấy giang giật vừa rồi trong mắt điên cuồng, lại nghĩ tới cầu mong gì khác mình sự tình, sợ giang giật làm loạn chọc giận tới mị ảnh vương, sở dĩ quả quyết xuất thủ. Nàng đứng tại giang giật bên người, hướng lên trên uổng phí chắp tay, mở miệng nói, thanh trần gặp qua mị ảnh vương, hôm nay việc này là ta cầu dứt khoát công tử hỗ trợ mang vào, ta cùng bồng bình trước kia một mực dùng tỉ muội tương xứng, sở dĩ chuyên tới để thăm viếng. Mị ảnh vương giống như muốn trách phạt, liền mời trách phạt thanh trần đi, xin bỏ qua cho dứt khoát công tử. Y bất hối tại thời khắc này ngược lại cười, hắn lắc đầu, nhìn qua kỳ thanh trần nói, không phải liền là một tháng cấm đoán sao không có việc gì ta gánh vác được. Thanh trần, có thể có người câu nói này, dứt khoát dù chết còn dứt khoát, khác đừng cầu cái này lão cổ đồng. Lão cổ đồng, Kỳ thanh trần địch Linh Nhi đối với y bất hối giờ khác này ngược lại là rất có đổi mới, bất luận hắn những lời này là lấy lòng kỳ thanh trần cũng tốt, có lẽ hoàn toàn chính xác đối mị ảnh vương bất mãn, tóm lại có thể đối với mình ra ra, mị ảnh tộc tộc vương nói một câu nói như vậy, cũng coi là có loại nam nhân. Làm càn, một giọng già nua vang lên, như lôi đình nổ vang, y bất hối trực tiếp bị tạc ngất đi, giang giật cùng địch Linh Nhi cũng cảm giác màng nhĩ oanh minh rung động, đầu váng mắt hoa. Thanh âm kia dừng một chút, lại vang lên, kỳ ra tiểu tử, tại bản vương trong địa bàn, liền muốn thủ bản vương quy củ. Trừ phi ngươi có thể đánh được bản vương, nếu không đừng muốn nói nhảm, áo phồn đưa các nàng ra ngoài, đem y bất hối giam lại. Hai tên mỹ ảnh tộc cường giả cưỡng ép mang đi y bất hối, kỳ thanh trần bất đắc dĩ thở dài, nàng mặc dù cũng là phong vương cấp nhưng mới vừa vặn đột phá. Mỹ ảnh vương chiến lược thế nhưng là liền cha hắn vương đô chỉ có thể cam bái hạ phong, nàng như thế nào lại đi tự dước lấy nhục, Đi thôi, nàng một tay bắt lấy giang giật bả vai, một tay bắt lấy địch linh nhi cánh tay, hóa thành một đạo thanh phong hướng lên trên mặt lướt tới, chỉ là mấy lần hô hấp thời gian tựu sông lên đỉnh núi, đi ra thánh ngục. Bên ngoài một tên mặc kim sắc hoa phục trung niên uy nghi nam tử mang theo mấy người đã sớm đang đợi, hắn nhìn thấy kỳ thanh trần đi tới về sau, cười khổ chắp tay nói, thanh trần tiểu thư, phụ vương chính là cái này tính khí, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Kỳ thanh trần cười nhạt một tiếng, biểu thị không có để ý, chỉ là có chút ấy náy nói ra, liền lụy dứt khoát công tử. Không có việc gì, ở bên trong quan thoáng cái cũng có thể rèn luyện nhục thân, sửa lại hắn lòng rộn ràng tính. Trung niên uy nghi nam tử cười khẽ lắc đầu, nhìn lướt qua kỳ thanh trần mang theo địch linh nhi cùng giang giật, hắn nhìn thấy giang giật đầy mắt thất hồn lạc phách, quan tâm hỏi, thanh trần tiểu thư, người bằng hữu này không có sao chứ nếu không vào lâu đài bên trong nghỉ ngơi một chút. Kỳ thanh trần nhìn thoáng qua giang giật, quan tâm truyền âm nói, giang giật, người vẫn tốt chứ muốn hay không tại cái này nghỉ ngơi một chút lại trở về. Giang giật u u tỉnh táo lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, trong mắt đột nhiên lộ ra vô tận cô đơn cùng đắng chát, hắn cũng không có truyền âm, chỉ là đùa cợt cười nói, như thế lãnh huyết vô tình chi địa, ta một khác đều không muốn ngốc, đi. Rời đi nơi này, chương 1454, đấu pháp bắt đầu. Giang giật không có truyền âm, câu nói này để toàn bộ người đều nghe được, lời này có chút đả thương người mị ảnh tộc mấy người sắc mặt lập tức trầm xuống, tên kia trung niên uy nghi nam tử ngược lại là mặt không đổi sắc, cũng không nói gì. bên cạnh hắn một tên nam tử lạnh giọng nói ra, thanh trần tiểu thư, vị này là ai làm sao nói chuyện? nếu không phải xem kỳ thanh trần mặt mũi, mị ảnh tộc nhân đoán chừng đều sẽ lập tức bão nổi. trung niên uy nghi nam tử không có uống rừng tộc nhân, đoán chừng nội tâm cũng rất là bất mãn. giang giật khóe miệng khẽ động, lại muốn nói, kỳ thanh trần bắt hắn lại tay lập tức truyền lại một cỗ năng lượng trực tiếp phong bế huyệt câm của hắn, nàng có chút hổ thẹn nói ra, áo đại nhân, ta bằng hữu này không hiểu chuyện, hy vọng các ngươi thứ lỗi. Trung niên uy nghi nam tử mỉm cười, không tiếp tục xem giang giật một chút, kỳ thanh trần mở miệng mặt mũi này nhất định phải cho, kỳ thanh trần lần nữa mỉm cười nói ra, chúng ta đi về trước, trời sáng đấu pháp đại gặp. Trung niên uy nghi nam tử mỉm cười gật đầu, một tên mị ảnh tộc cường giả mang theo mọi người đi truyền tống trận, bạch quang lóe lên ba người bị truyền tống đi chân núi. Giang giật mặc dù không động được cũng nói không được lời nói, nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào chân núi. Y phiêu phiêu hẳn là ngay tại ở dưới chân núi, đoán chừng cũng không biết Giang giật đã từng cùng nàng gần trong gang tấc. Giang giật, người thế nào? Kỳ thanh trần đã sớm cảm giác không được bình thường, nàng gặp Giang giật không có trả lời nhướng mày, không tiếp tục hỏi lấy ra một chiếc thần châu, đem Giang giật cùng địch linh nhi mang vào, mở ra cấm chế mới truyền âm nói, Giang giật, người cùng bồng bình là quan hệ như thế nào? Giang giật vẫn không có nói chuyện, chỉ là cúi đầu ngồi, trong thân thể đều tràn ngập một cỗ đau thương chi ý. Hắn ngồi một lát mới ngẩng đầu cười khổ nói, thanh trần tiểu thư, người thiếu ta ân tình trả, lần này làm phiền ngươi, ngày sau tất có trọng báo, trở về đi. Kỳ thanh trần cùng địch linh nhi mặc dù nghi vấn đầy bụng, nhưng giang giật không nói hai người cũng không tốt hỏi nhiều. Kỳ thanh trần trầm mặc khống chế thần châu hướng thiên mị thành bay đi, trong khoang thuyền trở nên yên tĩnh, địch linh nhi nhìn thấy giang giật nhắm mắt lại, tựa như đã mất đi hồn phách không hiểu có một ít đau lòng, nàng mấy lần nhúc nhích môi muốn nói gì, cuối cùng cũng không nói gì. Trở lại thiên mị thành, thần châu đứng tại tuyết nguyệt lâu đài hậu hoa viên, giang giật xuống dưới sau không nói gì một người đi ra phía ngoài, địch linh nhi vội vàng cùng kỳ thanh trần cáo biệt đuổi theo. Kỳ thanh trần đứng tại bạch ngọc quảng trường bên trên, nhìn qua giang giật kia cô đơn bóng lưng ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, chờ giang giật biến mất về sau, nàng mới thì thào, giang giật niên kỷ nhìn cũng không lớn, hắn đến từ địa sát giới, cái kia hẳn là cùng bồng bình không có quan hệ a à? chẳng lẽ là đặc biệt hâm mộ bồng bình giang giật trở lại phong hoa lâu đài về sau địch linh nhi đang muốn hỏi hai câu giang giật lại một câu không nói trực tiếp tiến vào gian phòng của mình bên trong đem gian phòng cấm chế quan bế để địch linh nhi ăn một cái bế môn canh bịch tiến vào sau giang giật thân thể mềm nhũn trực tiếp ngồi vào trên mặt đất đầu hắn chôn thật sâu dưới hai tay bắt lấy tóc trên tay gân xanh toát ra nhắm mắt lại cái gì cũng không nói cũng không có rơi lệ cứ như vậy sướng sở ngồi, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều đang run rẩy Giống như quen thuộc giang giật người thấy cảnh này, khẳng định biết rõ hắn đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn ở trước mặt người ngoài chưa bao giờ bộc lộ qua sự yếu đuối của mình, không có nghĩa là nội tâm của hắn thật đã cường đại đến nghịch thiên tình trạng, hắn cũng là người, cũng sẽ yếu ớt, sẽ không trợ, hội huệ oải hội sụp đổ. Vạn lần trọng lực, băng lãnh lao tù, cô độc một người, không ai có thể nói chuyện, không ai có thể khuyên thuật, đối với nhi tử tưởng niệm, lo lắng, chờ đợi. Giang giật không biết y phiêu phiêu có bao nhiêu khổ, hắn chỉ là không hiểu cảm giác tâm từng đợt nắm chặt đau, cảm giác không thể hô hấp, cảm giác vô cùng thống khổ. Hắn thống hận mị ảnh vương vô tình, thống hận sự bất lực của mình, thống hận cái này lão thiên. Hết lần này tới lần khác hắn còn muốn áp chế tâm tình của mình, không thể bạo tẩu, không thể xúc động, không thể tìm người kể rõ, nếu không y phiêu phiêu có thể sẽ gặp càng lớn chỉ trích. Bịch, ngồi một hồi giang giật thân thể đột nhiên hướng bên cạnh ngã xuống, trực tiếp ngất đi, hắn đây là ép buộc chính mình đã hôn mê, bởi vì hắn sợ tiếp tục kéo dài. Hắn hội sụp đổ, không biết qua bao lâu, giang giật bị bên trong căn phòng cấm chế tiếp tục lấp lánh khí thức đánh thức, hắn đã chờ một hồi phát hiện còn tại thiểm, chỉ có thể bất đắc dĩ đóng lại cấm chế, mở ra đại môn để người bên ngoài vào đây. Lần này tới chính là mạch lăng thu, giang giật thấy là hắn sau vội vàng giữ vững tinh thần, không muốn để cho mạch lăng thu nhìn ra chính mình dị trạng hắn nhưng là đáp ứng mạch lăng thu bất loạn tới địch linh nhi rõ ràng không có lắm miệng mạch lăng thu cũng không biết rõ hắn len lén đi gặp y phiêu phiêu mạch lăng thu đi đến đầy mắt nghi ngờ quét sang giật vài lần hỏi giang giật người thế nào làm sao lâu như vậy mới mở cửa ân người tinh thần làm sao kém như vậy không có việc gì giang giật miễn cưỡng nở nụ cười thuận miệng hỏi mạch đại nhân chuyện gì a à? đấu pháp bắt đầu mạch lăng thu liếc mấy cái Nói ra, lần này đấu pháp đấu võ đoán chừng không có đáng xem rồi, kỳ thanh trần đệ nhị không ai dám nhận đệ nhất. Bất quá đấu văn hẳn là tương đối có đáng xem, các giới tới rất nhiều thiên tài, cùng đi quan sát hạ. Không đi, Giang giật nào có tâm tình đi xem những này, hắn quay người tìm cái ghế dựa ngồi xuống, cười khổ nói, gần nhất có thể tương đối mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi dưới, mạch đại nhân các ngươi đi thôi, dù sao ta lại không dự thi. Ngươi cũng không phải không thể dự thi, Mạch Lăng Thu nghĩ nghĩ nói ra, tuổi của ngươi rất nhỏ, giống như có thể có rất có thần thông biểu hiện ra đoán chừng cho điểm hội cao hơn, có thể được đến đấu văn đệ nhất, không chỉ có thể có một kiện nguyên thủy linh bảo ban thường, nói không chừng quân chủ cùng địch các chủ đều sẽ có ban thường, tỉ như cho ngươi một lần miễn phí vào nguyên thủy bí cảnh, đạo thiên bí cảnh cơ hội. Ừ, Giang giật đôi mắt có chút có một chút thần thái, hắn đối với mỹ ảnh vương đặc xá y phiêu phiêu hoàn toàn tuyệt vọng, kia là một cái ngoan minh không thay đổi lão cổ đồng Kỳ Thanh Trần cầu tình phía dưới thế mà không có cho nửa điểm mặt mũi, vẫn như cũ đem y bất hối đóng lại. Giang giật phi thường tinh tường, coi như hắn quỳ chết tại Thánh Linh Sơn dưới, mị ảnh vương cũng sẽ không có một tia mềm lòng, coi như nhường đất sát quân chủ ra mặt, đoán chừng cũng sẽ không cho nửa điểm mặt mũi. Sở dĩ hắn kiên định một cái ý nghĩ vậy liền cố gắng tu luyện, đề cao thực lực, đến lúc đó giết vào Thánh Linh Sơn bên trên, đem y phiêu phiêu cướp về, mang theo nàng rời đi Mỹ ảnh tộc, rời đi cái này lãnh huyết vô tình Thánh Linh giới hắn đối thực lực cường đại vô cùng khát vọng theo chỗ không có khát vọng có tăng thực lực lên đường tắt hắn lại thế nào có thể bỏ lỡ hạng nhất ban thưởng thế nhưng là nguyên thủy linh bảo còn có thể miễn phí đi vào nguyên thủy bí cảnh đạo thiên bí cảnh một lần có thể nói phi thường quý giá đệ nhất hắn nghĩ tới những yêu nghiệt kia thiên tài đôi mắt lại ảm đạm xuống tới những này đều là vạn giới đứng đầu nhất công tử tiểu thư các gia tộc thần thông bí thuật uy lực dọa người hắn có cái gì có thể đem ra được lực thần quyết tiềm ẩn thuật dung hợp hỏa diễm Giang giật nghĩ nghĩ, phát hiện những này cũng không thể bại lộ, nhưng ngoại trừ những này bên ngoài, hắn cái khác thần thông cũng không suốt chung A. Được rồi, đi xem một chút rồi nói sau. Giang giật nghĩ nghĩ, lại không muốn từ bỏ, mọi thứ không phải có cái vạn nhất sao hắn đứng lên nói, được, mạch đại nhân, ta tùy ngươi đi xem một chút. chương 1455, lại gặp nhau. Kỳ thật Giang giật lý giải sai, đấu pháp cũng không tại Thánh Linh Sơn bên trên, mà là tại Thánh Linh Sơn chân núi dĩ nhiên không phải giang giật bọn người truyền thống lên đỉnh núi cái kia quảng trường nhỏ mà là mặt phía bắc đấu pháp đài cái này đấu pháp đài là đặc thù kiến tạo chuyên vì 10 năm một lần vạn giới đấu pháp minh giới đại quân tại thiên giới phong quyền tàn vân đã chiếm lĩnh thiên giới đại bộ phận giới diện chỉ còn lại một cái giới diện đau khổ trèo trống mặc dù minh giới đại quân không có quy mô xâm lấn địa giới nhưng nếu thiên giới không chống nổi địa giới lập tức hội song đời Vạn giới đấu pháp mục đích một là cổ vũ địa giới thiên tài nội nỗ lực tu luyện, cạnh tranh với nhau trở thành cường giả, hai là ngưng tụ toàn bộ địa giới chi lực, để địa giới anh hào bọn họ đoàn kết cùng một chỗ, nô nước tấp nập đi thiên giới tham chiến, cộng đồng chống cự minh giới. Đấu pháp đài rất lớn, tại một tòa sơn mạch bên trên thành lập, khoảng chừng phương viên vạn trượng đại, toàn bộ bởi một loại bạch ngọc thạch xây thành. Bạch ngọc bên trên là quang mang lưu chuyển, rõ ràng có cấm chế. Bốn phía đều có khán đài, chờ Giang giật bọn hắn đến lúc ba mặt khán đài ngồi đầy người, đây đều là thánh linh giới các phủ vực cường giả cùng lớn nhỏ gia tộc con em trẻ tuổi, sớm tự chạy đến quan chiến. Mặt phía bắc chỗ ngồi tương đối xa hoa, còn chia làm từng cái nhã các, cái này rõ ràng là địa giới các đại nhân vật, còn có các giới đám thiên tài bọn họ chỗ ngồi. Hiu 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 hiu, từng chiếc từng chiếc thần châu phá không mà đến, dừng ở đấu pháp trên đài, tiếp lấy thần châu biến mất, từng bầy các giới cường giả thiên tài thân ảnh ngưng hiện, bắn thẳng đến mặt phía bắc nhã các mị ảnh tộc cường giả thì từng cái tiếp dẫn mang theo bọn hắn đi riêng phần mình nhã các ngồi xuống đấu pháp đài thật lớn a à. giang giật cùng mấy người cưới thần châu vòng qua thánh linh sơn đã tới trên quảng trường địch linh nhi là lần đầu tiên đến tham chiến rất là hưng phấn mắt to bốn phía chuyển động làm nàng ánh mắt nhìn về phía đấu pháp đài bốn hẻo lánh lúc đột nhiên biến sắc hoảng sợ nói những cái kia là cái gì giang giật tại thần châu bên trên một mực trầm mặc không nói cũng có chút mặt ủ mày trao nghe được địch linh nhi kinh hô theo trông đi qua hắn đôi mắt lập tức co rụt lại, bởi vì đấu pháp đài bốn hẻo lánh bên trên có bốn cái cự đại hình trụ, hình trụ đỉnh lại phân biệt chiếm cứ bốn cái cự thú, xa xa xem xét còn tưởng rằng là pho tượng, tới gần mới phát hiện đây là sự thực cự thú. Đây là thánh linh giới thủ hộ bốn thần thú. Mạch Lăng Thu giải thích nói, mị ảnh tộc đời trước tộc phương nắm giữ một môn cường đại thuần thú thần thông, thuần hóa bốn cái ngàn vạn năm hồng mông cấp làm chấn sơn linh thú. Đáng tiếc đời trước mị ảnh vương tại thiên giới ngoài ý muốn vẫn lạc, cái này thần thông cũng chưa xong chỉnh lưu truyền tới nay. Trước mắt còn không có một người nắm giữ, cái này bốn cái thần thú cũng bởi vì chủ nhân chiến tử, một mực ngủ say. Ngàn vạn năm hồng mông cấp hỗn độn thú, Giang giật bọn người đầy mắt chấn kinh, lại có thể có người có thể thuần hóa ngàn vạn năm hồng mông cấp hỗn độn thú. Cái này cấp bậc hỗn độn thú thế nhưng là đánh không chết tiểu cường a, có bốn cái thần thú tại Thánh Linh Sơn dưới, nếu có địch nhân xâm lấn để bốn cái thần châu đè vào phía trước, nhưng so sánh trăm vạn đại quân a. Cũng may cái này bốn cái thần thú đều đang say rất nồng, thú uy cũng không mạnh, giang giật bọn người nhìn mấy lần cũng không tiếp tục để ý, ánh mắt nhìn về phía mặt phía bắc nhã các. Cái này mặt phía bắc nhã các chia làm 9 tầng, phía trên nhất chỉ có 18 cái nhã các, cao cao tại thượng như quân chủ. Phía dưới mỗi một hàng đều có 1.000 cái nhã các, mạch lăng thu các loại chờ thần châu đến trên quảng trường lúc, trầm giọng bàn giao nói, ta là lần này vạn giới đấu pháp ban giám khảo, hoài tang các người đi tới mặt nhã các ngồi, ta truyền âm cho các người lúc các ngươi lại cử động. Nói xong mạch hoài tang ánh mắt nhìn về phía giang giật, phi thường nghiêm khắc cùng giang giật truyền âm nói, giang giật, người hết thảy nhất định phải nghe ta chỉ thị hành động. Nếu loạn tới, ta chỉ có thể theo quân chủ mệnh lệnh, trực tiếp đem người đánh ngất xỉu ném vào không gian thần khí bên trong. Yên tâm đi, mạch đại nhân, giang giật đắng chát cười một tiếng, làm loạn hắn có thể làm sao loạn. Coi như hắn liều mạng cũng vô pháp nhìn thấy y phiêu phiêu, chớ nói chi là cứu người. Chính hắn cũng phi thường tinh tường, dùng mị ảnh vương tính khí hôm nay nếu loạn tới, sẽ chỉ làm y phiêu phiêu tiếp nhận càng nhiều chỉ trích. Mạch lăng thu nhẹ gật đầu, mang theo mọi người bay ra thần châu hướng mặt phía bắc bay đi, mạch lăng thu một người bay lên tầng cao nhất nhã các, sang giật bọn hắn thì tại một tên mị ảnh tộc cường giả dẫn đầu đi xuống tầng thứ hai ở giữa một cái nhã các. Nhã các không coi là quá lớn, chỉ có 10 cái vị trí, nhã các còn có thể mở ra cấm chế, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong, Mạch Hoài Tăng mang theo mọi người đi vào, ngồi ở bên trái vị trí thứ nhất, hiên viên võ đế tần hoán cửu thiên vấn sát bên nàng ngồi xuống. Giang giật rất tự giác ngồi ở bên phải, địch linh nhi trầm ngâm một lát, lựa chọn dựa vào cùng Giang giật ngồi cùng một chỗ. Có thị nữ dâng lên trà thơm, bên ngoài cũng lần lượt có thần châu bay tới, nói là vạn giới đấu pháp kỳ thật hẳn không có một vạn cái giới diện. Tới tối đa cũng tự hơn một ngàn cái giới diện đại biểu, đoán chừng rất nhiều tiểu giới mặt cũng không có quá yêu nghiệt thiên tài, sở dĩ cũng liền không đến bêu xấu. Phía đông một vòng rượu nhật vừa mới dâng lên, chiếu dọi đến bầu trời hà vân đầy trời đỏ, tuyết trắng bạch ngọc quảng trường chiết xạ ra hồng quang, trong góc bốn cái thần thú tản mát ra không hiểu thú uy, khắp nơi trống trải, cách đó không xa phía nam thánh linh sơn xuyên thẳng chân trời, chàng diện ngược lại là có chút rung động lòng người. Từng chiếc từng chiếc thần châu phá không mà đến, bay xuống từng bầy áo bảo hoa lệ công tử tiểu thư, nam tuấn Mỹ, nữ xinh đẹp, từng cái đều khí độ bất phàm. Mặt phía Bắc Nhã Các rất an toàn, còn lại ba mặt khán đài phi thường náo nhiệt, rất nhiều tiểu gia tộc công tử tiểu thư mở rộng tầm mắt, hưng phấn dị thường, như thế thịnh hội đoán chừng có thể làm cho các nàng trở về nói khoác rất lâu. Giang giật trầm mặc ngồi, không có đi xem những công tử này tiểu thư, ánh mắt một mực xa xa nhìn cách đó không xa Thánh Linh Sơn. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy tới đây là sai, nhìn thấy Thánh Linh Sơn hắn liền sẽ nhớ tới bên trong bị cầm tù y phiêu phiêu, nhớ tới cái kia đạo có chút cong lên yếu đuối bóng lưng, nội tâm của hắn lần nữa bắt đầu từng trận nắm chặt đau. Mạch hoài tang bọn người coi thường giang giật, địch linh nhi ngược lại là một mực tại chú ý hắn, nhìn thấy trong mắt của hắn nổi lên hồng quang, làm sao đều che giấu không ngừng thống khổ, nàng quan tâm đưa tin nói, giang giật, người không sao chứ. Không có việc gì, giang giật khẽ lắc đầu truyền âm qua, hắn nhắm mắt lại ngồi xếp bằng nhập định, không còn dám nhìn, hắn sợ chính mình hội khống chế không nổi tâm tình của mình hắn sợ chính mình hội phát cuồng. Hưu, nơi xa truyền đến một đạo tiếng xé gió, một thân ảnh bắn nhanh mà đến, tốc độ quá nhanh, vừa mới còn chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen, sau một khắc liền đã sừng sướng giữa sân. Hắn thân hình cao lớn, một đầu tóc lục lăng không bay múa, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo bất tuần cùng cuồng dã phía sau hai phiến vũ rực nhẹ nhàng vung vẩy, trong đôi mắt lang lệ như đào ánh mắt để vô số người cảm giác một trận nhãn con người nhói nhói, trên người hắn tự nhiên mà vậy bộc lộ cuồng bá khí tức để cho người ta có một loại quỳ bái xúc động tiểu ưng vương tiểu ưng vương một bên trên khán đài có mấy cái thiếu nữ hét dầm lên lập tức ba bên cạnh khán đài vô số tiểu thư cũng kích động đi theo kêu to rất nhiều nam tử hâm mộ ghen tị thở dài không thôi cái này tiểu ưng vương thực lực và khí chàng quá mạnh đời này nhất định bị hắn chân áp giang giật bị đánh thức mở to mắt nhìn lướt qua cũng không có hâm mộ vẻ ghen ghét hắn mặt không thay đổi chuẩn bị lần nữa ngồi xếp bằng Đúng lúc này, nơi xa một chiếc thần châu theo tới, dừng ở tiểu ưng vương bên người, sau đó năm người bắn ra, toàn bộ trên đầu lại đều có sừng thú, cũng đều là mặc vũ tộc người. Ách, Giang giật ánh mắt khóa chặt ở giữa một cái nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, hắn hổ khu kịch chấn, đầy mắt không dám tin cùng bừng tỉnh. Tại bốn cái mặc vũ tộc cường giả hộ vệ dưới, một người mặc quần dài trắng yếu đuối thiếu nữ cao vút mà đứng, trên mặt mặc dù mang theo khăn lụa, nhưng Giang giật nhìn thoáng qua lập tức nhận ra người này. Chính là Giang Tiểu Nô chương 1456, đấu võ. Giang Tiểu Nô xuất hiện, đối với Giang Giật tới nói là ngoài ý muốn kinh hỉ hắn lúc đầu thất hồn lạc phách lại trở nên phấn chấn. Đối với hắn mà nói, nhân sinh bên trong người trọng yếu nhất Giang Tiểu Nô là đệ nhất, y phiêu phiêu y thiền doãn nhược băng tô như tuyết các nàng ngược lại còn xếp tại đằng sau. Từ nhỏ hai người sống nương tựa lẫn nhau, so thân muội muội thân thiết hơn, hai người đã thành thói quen cùng một chỗ, đã mất đi đối phương tựa như đã mất đi hồn, trong khoảng thời gian này giang giật vẫn luôn không dám nghĩ giang tiểu nô là bởi vì hắn sợ hãi suy nghĩ ngày hôm qua yến hội tiểu ưng vương một người đi giang giật coi là giang tiểu nô không đến giờ phút này mới hoàn toàn tình ngộ giang tiểu nô tính cách này có thể đi tham gia yến hội sao hắn hô hấp trở nên rồn rập lên thân thể cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng thần thức nhô ra đến liền muốn truyền âm cho giang tiểu nô giang giật ngươi muốn làm gì mạch lăng thu băng lãnh truyền âm vang lên tựa như tại giang giật trên đỉnh đầu rót một chậu nước lạnh, mạch lăng thu nghiêm khắc tới cực điểm thanh âm tiếp tục vang lên, vị tiểu thư kia đã không phải là thị nữ của ngươi, nàng gọi mộc tiểu vũ, là lục ưng vương nữ nhi bảo bối. Ngươi dám làm loạn ta sẽ lập tức đánh ngất xỉu ngươi, đem ngươi ném vào trong không gian giới chỉ, mà lại. Coi như ta không động tay, ngươi dám tới gần mộc tiểu vũ, tiểu ưng vương lập tức sẽ đem ngươi xé, ta đều ngăn không được. Hiểu không, còn có một chuyện, Mạch Lăng Thu dừng một chút lại lạnh giọng truyền âm nói, theo ta dò xét đến tin tức, một tiểu vũ sau khi trở về đại náo, chọc giận tới lục ưng vương, trực tiếp phong ấn trí nhớ của nàng, sở dĩ nàng căn bản không nhớ nổi ngươi, ngươi coi như truyền âm cũng vô dụng. Bịch, Giang giật đặt mông làm đến ghế đá, lại là phong ấn ký ức hắn vừa mới sáng lên đôi mắt lại ảm đạm. Hắn si ngốc nhìn qua Giang tiểu nô, cái này thích nhất tiểu thị nữ, thế mà không nhớ rõ hắn. Giang giật kỳ dị cử động kinh động đến mạch hoài tang các nàng, địch linh nhi đưa qua ánh mắt ân cần giang giật lại một người không để ý đến nhìn chừng chừng lấy giang tiểu nô chờ nàng cùng tiểu ưng vương bay vụt mà đến đi vào một cái nhã các sau mới thống khổ nhắm mắt lại lần này hắn là thật cái gì cũng không quan tâm trực tiếp tiến vào sâu nhất tầng bế quan theo tiểu ưng vương bọn người biến mất tại nhã các bên trong đấu pháp trên đài khôi phục bình tĩnh tại qua gần nửa canh giờ kỳ thanh trần tới về sau lần nữa nhấc lên một trận oanh động bất quá kỳ thanh trần rất điệu thấp đến sau bay thẳng vào nhã các bên trong, không có nửa khắc dừng lại. Sau nửa canh giờ, đấu pháp chính thức bắt đầu. Mặt phía bắc trên nhất một loạt trong nhã các một tên kim bào trung niên nhân bắn ra, tại đấu pháp trên đài lăng không đứng thẳng, ánh mắt của hắn bốn phía quét qua, hai tay đè ép bốn phía lập tức an tĩnh lại, hắn âm thanh vang dội vang lên, chư vị, mấy tháng trước nhận được tin tức, thiên giới lại đánh một trận đại chiến, tại viêm đế xuất lĩnh dưới chúng ta nhân tộc lấy được đại thắng, hủy diệt hơn phân nửa cái minh ngục quân đoàn, viêm đế còn thân hơn tay chém giết 36 minh vương chi minh ngục. A à tốt, viêm đế vạn tuế, bốn vị đại đế vạn tuế, chiến thần các vạn tuế. Y đồ đại nhân vạn tuế, ba mặt trên khán đài mấy chục vạn người toàn bộ xô trào, rất nhiều người trẻ tuổi hô to lên, mừng rỡ như điên, hưng phấn tới cực điểm. Nhã các bên trong mạch hoài tang mấy người cũng phấn chấn không thôi, địch linh nhi hai cái tiểu quyền thủ vẻn vẹn nắm chặt, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là đỏ ửng. Tại minh tộc cùng nhân tộc đại chiến bên trong, bất luận cái gì thế lực võ giả giờ khác này cũng không có ngăn cách, bởi vì bọn hắn bản chất đều là nhân tộc. Thiên giới không chống nổi, nhân tộc liền muốn hủy diệt, sẽ tại minh tộc thống trị hạ bị nô dịch, vĩnh viễn trầm luân. Kim bào trung niên uy nghi nam tử tên là Y Đồ, chính là giang giật cùng kỳ thanh trần ra thánh ngục sau nhìn thấy người kia, giống như theo quan hệ máu ngủ tới nói, giang giật còn được gọi người này một tiếng đại cứu, hắn là mị ảnh vương đại nhi tử, cũng là mị ảnh vương đại biểu. Hắn đại thủ lần nữa vung lên, bốn phía lại thay đổi thành lặng ngắt như tờ, hắn khuôn mặt trở nên bi thống, quát khẽ nói, bất quá. Lần này chúng ta nhân tộc đại quân cũng tổn thất nặng nề, thần đế cấp cường giả chiến tử trăm vạn người, phong hào thần đế chiến tử sáu trăm người, phong vương cấp cường giả chiến tử chín người. Y đồ để toàn trường càng thêm yên tĩnh, mặt của mọi người cho đều bi thiết, những cường giả này thế nhưng là vì nhân tộc chiến tử, vì bọn hắn có thể sống sót, có thể trải qua an nhàn thời gian, có thể tại cái này đấu pháp mà chiến tử. Y đồ dừng một chút, Tiếp tục nói ra, những này chiến tử đều là chúng ta nhân tộc anh hùng, mà chúng ta cũng sẽ giống như bọn họ, che giả mang mọc ra nhập đối kháng minh tộc trong đại quân. Lần này kỳ thanh trần đột phá phong vương cấp, thiên hàn quân chủ đã buông lời, chờ kỳ thanh trần ổn định cảnh giới về sau, hắn đem suốt lĩnh thiên hàn giới rất nhiều cường giả đi thiên giới, đi cùng minh tộc tử chiến, minh tộc bất diệt hắn vĩnh viễn không quay về. Xin cho chúng ta là thiên hàn quân chủ gieo họ là vô số che giả mang mọc tràn vào thiên giới anh hùng thăm hỏi thiên hàn quân chủ vạn tuế, thanh trần tiểu thư vạn tuế. Toàn trường tiếng hoan hô như như sấm sét vang lên, bất quá mọi người ngược lại là cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Thường thường đều là dạng này, một giới nếu là xuất hiện tuổi trẻ phong vương cấp cường giả, cái kia lão quân chủ hội mang theo một đám lão gia hỏa đi thiên giới chém giết, bởi vì bọn hắn có người nối nghiệp, không có nỗi lo về sau. Đời trước mị ảnh vương, liền là tại giang giật ông ngoại đột phá lập tức đi thiên giới, cuối cùng bất hạnh chiến tử hôm nay chúng ta đứng ở chỗ này, y đồ ngữ khí trở nên sục sôi, hắn quát lên, chúng ta tới đấu pháp, cũng không phải là vì biểu diễn xinh đẹp thần thông bí thuật, cũng không phải tới nở hoa riêng phần mình thiên tư, mà là thông qua đấu pháp, cạnh tranh với nhau, khích lệ lẫn nhau, tranh thủ sớm ngày trở nên càng mạnh. Chúng ta tới đấu pháp, cũng là vì nói cho đại gia, chúng ta nên gánh chịu dạng gì trách nhiệm hôm nay đấu pháp người. Các ngươi là toàn bộ địa giới ưu tú nhất thiên tài, cũng là nhân tộc tương lai hy vọng cùng thủ hộ giả, các người chỉ có trở nên mạnh hơn, mới có thể thủ hộ chúng ta nhân tộc, mới có thể khu trục, thậm chí hủy diệt minh tộc, để thiên đạo bất diệt, để nhân tộc vĩnh xương. Thiên đạo bất diệt, nhân tộc vĩnh xương, thiên đạo bất diệt, nhân tộc vĩnh xương, mấy chục vạn người bạo hống, tiếng giống chấn thiên, chiến ý cao long, rất nhiều người trẻ tuổi thậm chí giờ phút này liền muốn lao tới thiên giới, gia nhập nhân tộc đại quân chu sát minh tộc, trở thành nhân tộc anh hùng, thành lập bất thế uy danh cùng cơ nghiệp. Tốt, đấu pháp bắt đầu. Y đồ ánh mắt nhìn về phía phương Bắc, quát lớn, bắt đầu trước đấu võ, kỳ thanh trần ra khỏi hàng. Hưu, sang giật bọn người không xa một cái nhã các bên trong, kỳ thanh trần bay ra, như một trận luồng gió mát thổi qua, một cái chớp mắt tựu đứng ở y đồ đối diện. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, giếng nước yên tĩnh, tựa như một cái xuất thế thần ni, thân thể có cỗ phiêu nhiên khí tức, để rất nhiều nam tử đôi mắt trong nháy mắt nóng rực lên. Thiên hàn quân chủ sẽ lao tới thiên giới, kỳ thanh trần sẽ trở thành mới thiên hàn quân chủ, như vậy ai có thể chinh phục cái này tiên tử, đem có thể trở thành thiên hàn giới thái thượng hoàng, mỹ nhân cùng Giang Sơn đồng thời tới tay. Y đồ nhìn kỳ thanh trần một chút cũng không nói nhảm, đưa tay áp chế tứ phương ồn ào, giải thích nói, lúc đầu đấu võ muốn từng cái tỷ võ, nhưng kỳ thanh trần ngoài ý muốn đột phá phong vương cấp, sở dĩ một trận chiến này cũng không có quá nhiều huyền niệm. Chúng ta 18 vị ban giám khảo thương nghị thoáng cái, quyết định dứt khoát một chút, ai không phục có thể trực tiếp khiêu chiến. Giống như không ai khiêu chiến, Kỳ Thanh Trần sẽ thành lần này đấu võ đệ nhất, lần này đấu võ phần thưởng cũng đem về nàng. Toàn trường yên tĩnh, sở hữu nhã các bên trong cũng không có động tính, không phải chúng thiên tài yêu nghiệt bọn họ khiếp đảm, là bởi vì thật không có cách nào đánh A. Phong hào chiến thần cùng phong vương cấp, chỉ là cách xa một bước, chiến lực nhưng khác biệt thiên địa, giống như cự long cùng cừu non, ai không có việc gì đi tìm tai và A. Ha ha ha, đợi một hồi, một cái nhã các bên trong truyền đến một đạo ngông cuồng tiếng cười to, một đạo bóng xanh bắn ra, rõ ràng là tiểu ưng vương. Hắn mặt mũi tràn đầy chiến ý nhìn qua kỳ thanh trần nói, thanh trần tiểu thư, có người nói muốn chinh phục một nữ nhân, đầu tiên muốn đem nàng đánh phục tức giận, mặc dù ngươi cảnh giới so bản vương cao một chút, nhưng bản vương muốn đem ngươi đánh phục tức giận. chương 1457, đấu võ đệ nhất. Xoạt, toàn trường sôi trào. Trước đó tiểu ưng vương vẫn chỉ là ngay trước một đám công tử tiểu thư công nhiên nói muốn truy cầu kỳ thanh trần, lại tương đương tại địa giới công bố hắn muốn chinh phục kỳ thanh trần chi tâm. Kỳ thanh trần cùng ngày đó đồng dạng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn cũng không nói nhảm, trên thân khí thế chậm rãi dâng lên, âm thanh lạnh lùng nói, người nghĩ tự dước lấy nhục, vậy thì tới đi. Ông, tiểu ưng vương trên thân lục quang lấp lánh, trên người hắn chiến giáp hiển nhiên là đặc chế, phía sau tự động vỡ ra, hai phiến vũ rực xuất hiện, trên đầu sừng thú cũng quang mang lấp lánh, hai tay biến thành ưng chảo, trong mắt lục quang lấp lánh. Trên người hắn tràn ngập một cỗ khí tức kinh khủng, cho người ta cảm giác tựa như một cái ngàn vạn năm hỗn độn thú đồng dạng nguy hiểm. Thanh Trần, cẩn thận, Tiểu Ưng Vương u nhiên cười một tiếng, mà hậu thân con lóe lên, một đạo bén nhọn tiếng xé gió lên, Tiểu Ưng Vương hóa thành một đạo lục quang bắn thẳng đến Kỳ Thanh Trần, tốc độ nhanh đến để ba mặt trên khán đài phần lớn người căn bản thấy không rõ, chỉ thấy lục quang lóe lên, hắn đã đến Kỳ Thanh Trần bên người, lục chảo đối Kỳ Thanh Trần cánh tay hung hăng chộp tới. A à rất nhiều người lòng đều xoắn, tại cái này lục trảo bên trong bọn hắn cảm thấy một cỗ vô kiên bất tồi khí thức, cho dù là cực phẩm thần khí, cho dù là nguyên thủy đạo thiên linh bảo, đồng dạng đều sẽ bị bắt phân thành mảnh vỡ. Mạnh mẽ, thối lui đến một bên y đồ cho dù đối với mặc vũ tộc đã sớm không xa lạ gì, giờ phút này nhưng như cú âm thầm kinh hãi, hắn thực lực đã sớm đạt đến phong hào thần đế đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng đã đột phá phong vương cấp. Nhưng hắn tin tưởng nếu như là mình tuyệt đối ngăn không được một trào này, Đương nhiên, mị ảnh tộc có mị ảnh tộc cường hoành chỗ, hắn như phóng thích tiềm ẩn thuật, tiểu ưng vương căn bản tìm không thấy hắn. Đến lúc đó hắn đánh lén phía dưới, ai sống ai chết, vậy liền hai chuyện. Không bằng hắn niên kỷ nhưng so sánh tiểu ưng vương lớn hơn, không thể không nói tiểu ưng vương thiên tư hoàn toàn chính xác kinh khủng. Kỳ thanh trần thân thể không nhúc nhích, trên mặt nàng cũng không có nửa điểm kinh hoàng, chỉ là nhẹ nhàng vươn một ngón tay, nhẹ nhàng đối cái kia lục trảo điểm tới. Vô số hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, như thế móng vuốt sắc bén, Kỳ Thanh Trần lại dùng một mực ngón tay đi cản cái này xinh đẹp ngón tay xác định sẽ không bị cào thành vỡ nát. Ầm, um, hai người tốc độ xuất thủ quá nhanh, rất nhiều người trong đầu nghi hoặc mới hiển hiện, một đạo kim thiết đụng nhau tiếng vang trầm trầm lên, cái tay kia chỉ điểm tại Lục Trảo Trảo Tâm. Ngón tay của nàng không có nửa điểm sự tình, thân thể cũng không có run rẩy một tia, trái lại Tiểu Ưng Vương thân thể lại bay rất ra ngoài, trên không trung lộn mấy vòng. Cuối cùng trùng điệp quỷ gối phía dưới đấu pháp trên đài, dẫn tới đấu pháp đài cũng hơi run lên. TT, tê tê, tam phương trên khán đài vô số người lần nữa hít một hơi lãnh khí, nhìn qua quỳ một gối xuống tại đấu pháp trên đài cúi đầu tiểu ưng Vương, nhìn lại nhàn nhã đứng ngạo nghễ giữa không trung kỳ thanh trần đầy mắt đều là chấn kinh. Phong Vương cấp cường giả khủng bố như thế, liền tiểu ưng Vương đều hoàn toàn không phải là đối thủ, một chiêu bại trận. Ầm, uhm, tiểu ưng Vương hiển nhiên không phục, một tay tại đấu pháp trên đài vỗ, phía sau hai cánh mở ra, Thân thể hóa thành lục quang lần nữa hướng Kỳ Thanh Trần vào tới. Hai người thân ảnh rất nhanh trùng hợp, nhưng lần này vẫn không có ngoại lệ, Tiểu Ưng Vương bị Kỳ Thanh Trần chỉ một cái bắn bay, thân thể bắn ngược mà quay về. Hiu 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 hiu, phanh 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 phanh, Tiểu Ưng Vương liên tục bay đi, lại lần lượt bị đẩy lùi, vô luận tốc độ của hắn lại nhanh, vô luận hắn góc độ lại xảo trá, vô luận hắn công kích địa phương nào, cuối cùng đều không ngoại lệ đều là bị Kỳ Thanh Trần chỉ một cái bắn trở về. Ầm um, Tiểu ưng vương lần nữa hung hăng đập xuống tại đấu pháp trên đài, lần này đồng dạng là quỳ một chân trên đất, hắn mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn kỳ thanh trần một chút, lần này không có tiếp tục công kích, mà là u nhiên cười nói, tốt. Phong vương cấp quả nhiên bất phàm, bản vương cũng mò tới bản nguyên áo nghĩa cánh cửa, không cần một năm liền có thể đột phá. Kỳ thanh trần các loại chờ bản vương đạt tới phong vương cấp, xem ngươi làm sao ngăn trở của ta long trảo, một trận chiến này, bản vương thua. Hưu, tiểu ưng vương thân thể bắn ra mà đi, thế mà chưa có trở về khán đài, mà là trực tiếp hướng thiên mị thành bay đi. Mặc dù bại bởi kỳ thanh trần, nhưng hắn trên người ngạo khí cũng không có biến mất, tấm lưng kia như một cái sắc bén bảo kiếm, làm lòng người sinh sùng bái chi tâm. Kỳ thanh trần không có bất kỳ cái gì biểu thị, thậm chí đều không có xem tiểu ưng vương một chút, chỉ là đưa ánh mắt về phía xa xa y đồ, cái sau điểm một cái quát khẽ một tiếng nói, nhưng còn có người khiêu chiến. Không người ứng chiến, tiểu ưng vương đều bại, ai dám sẽ đi tự rước lấy nhục. Đợi một hồi y đồ trầm giọng nói, như vậy lần này đấu võ đệ nhất liền là kỳ thanh trần, hạng hai cùng hạng 3 tranh đấu bắt đầu, quy củ cũ xa luân chiến, theo giành được buổi diễn luận xếp hạng, mỗi người chỉ có một lần ra sân cơ hội, ai tới trước. Ta tới trước, một đạo quát khẽ tiếng vang lên, tiếp lấy giữa không trung đột nhiên hiển hiện một người mặc kim sắc chiến giáp tuổi trẻ nam tử, trong tay hắn cầm một cái màu đen dao găm, ánh mắt như là chó sói liếc nhìn bốn phía, quát khẽ nói y vu lĩnh giáo chư vị cao chiêu. Y ra người thường thường là cái thứ nhất xuất chiến, mọi người không có ngoài ý muốn. Cái này Y vu nghe nói là so Y bất hối còn muốn biến thái thiên tài, chỉ bất quá không phải trực hệ tử đệ, sở dĩ tuyên bố không hiện. Nơi này là thánh linh giới, Y ra là sân nhà, tam phương khán đài lập tức náo nhiệt lên, rất nhiều người gieo hò Y vu danh tự, chờ đợi lấy người khiêu chiến ra sân. Hiu, mặt phía bắc nhã các bên trong một tên người mặc màu đen chiến giáp nam tử bắn ra, trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen chiến đao, lạnh giọng chắp tay nói vạn thánh giới chư khương mời ông y vu trên thân bạch quang lóe lên biến mất giữa không trung chư khương lại đột nhiên nhắm mắt lại trong tay chiến đao quang mang lấp lánh dừng một chút đột nhiên hướng bên trái bổ ra một đao một đạo hỏa hoa sáng lên bên trái bầu trời một cái màu đen dao găm ngưng hiện tiếp lấy dao găm trong nháy mắt huyễn hóa số tròn ngàn thanh dao găm giữa không trung từng cái y vu xuất hiện theo bốn phương tám hướng hướng chư khương đâm tới uống chư khương không chút hoang mang thân thể ở giữa không trung xoay tròn, trường đao vung vẩy đến kín không kẽ hở, từng đạo kim thiết đụng nhau thanh âm vang lên, rất nhanh y vu mấy ngàn thanh dao găm và mấy ngàn thân ảnh biến mất, nhanh chóng lui ra phía sau chắp tay nói, "Chư huynh, đã nhường." Vô số ánh mắt quét về phía chư Khương, quả nhiên thấy sau lưng của hắn chiến giáp bên trên có một đạo vết cắt, giống như y vu không nương tay, đoán chừng giờ phút này Trư Khương đã chết. Chư Khương cũng nhẹ gật đầu bắn ngược mà quay về, tiến vào một cái nhã các bên trong. Hưu lại một người trẻ tuổi bắn ra, mặc dù đối mặt chính là địa giới xếp hạng đệ nhị cường đại chủng tộc, nhưng đám này yêu nghiệt các thiên tài lại cũng không chịu phục, chiến ý cao long, điều này cũng làm cho cái này đấu võ trở nên đặc sắc. Bên ngoài hò hét ẩm ý, giang giật lại sắc mặt yên lặng, phía ngoài chiến đấu hắn không có chút nào quan tâm, không tốt đẹp gì kỳ, bởi vì đấu võ hắn căn bản không đùa, hắn ra sân vài phút bị hành hạ. Hắn nghĩ các loại chờ đấu văn, nhìn xem còn có thể có phải có hy vọng ra sân thoáng cái, cầm cái thứ tự, lấy chút ban thưởng. Nội tâm của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là không ngừng mạnh lên, không tiếc bất cứ giá nào mạnh lên, sau đó giết tới Thánh Linh Sơn cứu ra y phiêu phiêu, mạnh hơn sông mặc vũ tộc mang về Giang Tiểu Nô, hắn muốn chúa tể nhân sinh của mình, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. chương 1458, Đấu Văn, Đấu Võ tại sau ba canh giờ kết thúc, Mạch Hoài Tăng Hiên viên võ đế cửu thiên vấn tần hoán đều có lên đài, đáng tiếc đều không có cầm tới thứ tự tốt, Yifu lấy được hạng 2, còn có một tên tiểu giới thiên tài lấy được hạng 3. Bất quá mọi người ngược lại là cũng không cảm thấy thêm tiếc nuối cùng ảo não, cái này vạn giới đấu pháp kỳ thật còn có một cái càng sâu tầng dụng ý, cái kia chính là nam nữ trẻ tuổi biểu hiện ra chính mình, tìm kiếm riêng phần mình tâm ý đối tượng thông gia chi dụng. Quân chủ gia tộc nữ tử thường thường sẽ không hạ gả tại bản giới mặt gia tộc công tử, bình thường là gả trong ngoại giới cường đại gia tộc. Tiếp theo hai cái gia tộc đổi lấy các loại tài nguyên bí thuật thần thông, song phương cùng có lợi cũng tỷ như y đồ thê tử cũng không phải là mỹ ảnh tộc mà là một cái khác đại giới thấy mặt vô chủ gia tộc trực hệ tiểu thư điện sát quân chủ thê tử cũng là một cái đại giới mặt tiểu thư đại bộ phận công tử tiểu thư đều xuất chiến hôm nay đấu pháp mục đích đã đạt đến mọi người giao thủ cũng đều rất văn minh chạm đến là thôi có tối đa nhất mấy người bị kích thương đều không có thấy máu cũng coi là viên mãn y đồ đang đợi một hồi xác định không ai xuất chiến về sau thống kê một phen số liệu tuyên bố xếp hạng cuối cùng mới nói ra, đấu văn bắt đầu. Soạt, so sánh đấu võ, đấu văn càng làm cho người xem bên trong hưng phấn kích động. Bởi vì đấu võ có hạn chế, danh môn công tử tiểu thư đều có chừng mực, sẽ không toàn lực xuất thủ, sẽ không náo ra mạng người, cái này ngược lại cảm giác không kích thích, giống như nhà tròi đồng dạng, đấu văn thì càng đáng xem hơn một chút. Đấu văn là biểu hiện ra cường đại đặc thù thần thông bí thuật, cuối cùng bởi 18 vị ban giám khảo tổng hợp cho điểm, tuyển ra toàn bộ ba loại nhất cường đại thần thông cho ban thưởng. Thường thường đấu văn ban thưởng lại so với đấu võ ban thưởng càng nặng một chút, đây là cổ vũ đại gia cảm mộ sáng tạo đủ loại thần thông bí thuật, cũng có thể để quan sát người có chỗ xúc động cùng cảm ngộ. Lần này đấu văn phần thưởng trước tuyên bố thoáng cái, y đồ trầm giọng mở miệng nói, đấu văn hạng 3, có thể được đến một cái cực phẩm thần khí chiến đao. Hạng 2 có thể được đến một kiện cực phẩm thần khí chiến giáp, tăng thêm 3.000 vạn thần nguyên. Phần thưởng đệ nhất thần nguyên 50 triệu, cực phẩm thần khí chiến giáp một kiện, còn có một cái nguyên thủy linh bảo sở dĩ chư vị muốn lấy được phần thưởng lời nói tự toàn lực biểu hiện ra các người cường đại thần thông bí thuật đi Xoạt, toàn trường một mảnh ồn ào nhã các bên trong các công tử tiểu thư cũng một mảnh nóng mắt cực phẩm thần khí cùng thần nguyên các nàng xem không lên nguyên thủy linh bảo đây chính là đồ tốt a à. thứ này coi như mạch hoài tang đoán chừng cũng không có tư cách được ban cho cho dù sao nguyên thủy linh bảo rất khó khăn thu được rất nhiều nguyên thủy linh bảo còn có linh tính không cách nào chuyển tặng Nguyên Thủy Linh Bảo, Giang giật đôi mắt tại thời khắc này mở ra, trong mắt một mảnh cực nóng, Nguyên Thủy Linh Bảo cường đại hắn tràn đầy cảm xúc, Thôn Thiên thú mặc dù còn tại ngủ say, nhưng chờ nó tỉnh lại sau lại thôn vệ Hắc Phố Thạch Kim Lô Thạch, tuyệt đối có thể tiến hóa. Đến lúc đó sẽ có được cái dạng gì kỳ dị thần thông ai cũng không biết, nếu có thể khống chế một đám viễn cổ cấp hỗn độn thú vậy liền kinh khủng. Hưu, một tên tiểu thư bắn ra, Giang giật ánh mắt lập tức nhìn về phía nàng, nhìn mấy lần sau nội tâm của hắn trong nháy mắt chìm xuống dưới như hắn không phóng thích lực thần quyết, dung hợp hỏa diễm, tiềm ẩn thuật, đoán chừng cái gì thứ tự đều lấy không được, chứa nói chi là cầm đệ nhất. Tiềm ẩn thuật là mị ảnh tộc thần thông, một phóng thích hắn liền sẽ bại lộ thân phận, mà lại cái này tiềm ẩn thuật mị ảnh tộc nhân người đều hội, không có gì kỳ lạ. Lực thần nhất tộc đã từng bị mấy trăm cái chủng tộc liên thủ chu sát, nói không chừng kia mấy trăm cường đại chủng tộc có một ít đều còn sót lại, hắn sẽ lập tức bị nhận định là lực thần nhất tộc dư nghiệt, tiếp theo bị giết. Còn như dung hợp hỏa diễm, có lẽ rất bá đạo, nhưng so với cái thứ nhất ra sân tiểu thư thần thông tới nói, liền không có quá lớn điểm nhấp nháy. Tiểu thư kia trong tay cầm một cái Hỗn Thiên Lăng, trên không trung man múa, nương theo lấy nàng man múa bốn phía xuất hiện vô số phong long, tại thiên không du tổ gào thét, trên khán đài cuồng phong gào thét, rất nhiều thực lực thấp người đều đứng không yên, tóc áo bảo bay múa không ngớt, thân thể ngã trái ngã phải. Đây không phải làm kinh khủng, chỗ kinh khủng ở chỗ những cái kia phong long phát ra tiếng rít cái này khiến thần đế phía dưới võ giả toàn bộ cảm giác hoa mắt váng đầu, thống khổ khó nhịn. Một chút thần đế cấp bậc cũng có chút thống khổ, cái này phong long thế mà mang theo công kích linh hồn, đoán chừng nữ tử này bằng vào cái này thần thông, thần đế cảnh hạ vô địch, bình thường thần đế cũng có thể ngạnh kháng. Giang giật dung hợp hỏa diễm đã từng diệt sát qua diệt ma chiến thần, cùng cái này phong long có thể tính là cân sức ngang tài, nhưng đây là cái thứ nhất ra sân người, phía sau thần thông bí thuật sẽ có cỡ nào kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Quả nhiên, cái thứ hai ra sân công tử phô bày một loại rất thần kỳ năng lực hắn hướng bầu trời đánh ra một đoàn thiên lực về sau toàn bộ bầu trời tia sáng đột nhiên trở nên ảm đạm tiếp lấy bốn phía tràng cảnh đột một biến mất giang giật cùng địch linh nhi mạch hoài tang bọn người cảm giác tiến vào một cái kỳ dị thế giới bất quá vẻn vẹn kéo dài trong nháy mắt mọi người phát hiện lại về tới đấu pháp đài người này thế mà bằng vào lực lượng một người để toàn trường mấy chục vạn người đều đi vào một cái ảo cảnh bên trong người thứ ba ra sân biểu diễn là thần thông mộc hệ, để giang giật mở rộng tầm mắt, cảm giác chưa từng nghe thấy. Cái này đấu pháp phía dưới đài mặt đất rõ ràng có cấm chế cường đại, nhưng hắn thần thông phóng thích về sau, phía dưới cấm chế quang mang lấp lánh, vô số đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, vẻn vẹn mười mấy hơi thở thời gian, lớn như vậy đấu pháp đài trở thành một cái cự đại tùng lâm. Người thứ tư ra sân để giang giật triệt để tuyệt vọng. Hắn bay lên giữa không trung về sau, cái gì cũng không nói, lấy ra một cái chiến đao đối với mình chân trái chém tới, một đầu đẫm máu chân rơi xuống. Sau đó trên người hắn bạch quang lấp lánh, lại lấy tốc độ khủng khiếp mọc ra. Trong tay hắn chiến đao một lát không có ngừng nghỉ, đối đùi phải chém tới, chờ chân trái mọc ra về sau, lại đối chân trái chém tới. Phanh phanh phanh, từng đầu chân liên tục không ngừng rơi xuống, phía dưới tùm lâm đã sớm biến mất, từng đầu chân đập vào bạch ngọc thạch trên bảng rơi xuống nước đầy đất huyết. Đợi chút nữa mặt chân đạt tới hơn 30 đầu về sau, liền y đồ đều có chút nhìn không được, khoát tay nói tốt, không cần phô bày người cái này thần thông rất tốt rất biến thái đây là thần thông gì giang giật nhìn thấy phía dưới đẫm máu từng đầu chân ánh mắt nhìn về phía suýt chút nữa thì phun ra địch linh nhi hỏi địch linh nhi thật sâu ít mấy hơi nói đây cũng là quang minh hệ pháp tác bí thuật có được cường đại trị liệu năng lực chỉ cần đầu không toái linh hồn bất diệt toàn thân đoán chừng đều có thể trong nháy mắt chữa trị xong biến thái giang giật sờ lên cái mũi đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ người này mới là thật đánh không chết tiểu cường a loại người này cũng phi thường khủng bố hắn cùng địch nhân khai chiến cố ý để cho địch nhân đem đầu chặt xuống sau đó lập tức sinh trưởng xuất thân thể đánh lén nương theo lấy từng cái công tử tiểu thư ra sân nương theo lấy mỗi loại kỳ dị thần thông bí thuật biểu hiện ra giang giật tâm cũng trầm lạc đáy cốc hắn chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn là đừng đi ra bêu xấu coi như hắn bại lộ lực thần quyết để nhục thân cường đại gấp trăm lần cũng không xuất sắc giang giật ta đi biểu hiện ra một phen, muốn vì ta vỗ tay nha. Địch Linh Nhi trong tay xuất hiện một cái cổ cầm, quay đầu ngòn ngọt cười, lại hướng mạch hoài tang bọn người nhẹ gật đầu, thân thể bay ra ngoài. Đấu võ địch Linh Nhi không có xuất chiến, đấu văn thế mà đi ra chẳng lẽ lại nàng có rất cường đại thần thông không thành. chương 1459, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Địch Linh Nhi không có lơ lửng giữa không chung, mà là đi đấu pháp đài, mị ảnh tộc võ giả đã sớm đem vết bẩn làm sạch sẽ, Địch Linh Nhi trong tay giới chỉ sáng lên, lấy ra một cái đài bằng gỗ cùng ghế gỗ an tĩnh ngồi ở phía trên, đem trong tay cổ cầm cất kỹ, lúc này mới ngẩng đầu mỉm cười. Địch Linh Nhi tư sắc có lẽ không tính tuyệt đỉnh, bất quá khí chất rất không tệ, có loại kia tiểu muội nhà bên ngọt ngào khí chất, giờ phút này thanh phong quét, để nàng váy có chút trôi nổi, một đôi ngọc thủ khẽ vuốt cổ cầm, cũng có khác một loại động lòng người mỹ cảm. Leng keng, nàng đem làm thoáng cái dây đàn, vang lên một tiếng dễ nghe tiếng đàn, sau đó nàng nhắm mắt lại, bắt đầu an tĩnh đàn tấu một bài cổ khúc. Giữa sân lập tức an tĩnh lại, bất quá rất nhiều người nội tâm ngược lại là kinh nghi không thôi, phía trước nhiều thiên tài như vậy biểu hiện ra đều như thế kỳ dị thần thông, tiểu thư này đến đánh đàn mà lại đánh đàn cũng không có chỗ khác thường, không phải là đến thông đồng công tử nhà giàu. Thần âm thiên kỹ, Giang giật cảm nhận được một tia khác biệt, đàn này bên trong rõ ràng ẩn chứa một loại đặc biệt cảm xúc, bất quá phi thường ẩn nấp. Hắn thần âm thiên kỹ cảm ngộ đến rất không tệ cảnh giới, cho nên có thể lập tức phát giác bình thường linh hồn không mạnh võ giả đoán chừng hội trong lúc bất chi bất giác chiêu A. Quả nhiên, chậm rãi rất nhiều người rơi vào trầm tư bên trong, cũng có mắt người mắt bắt đầu mông lung, tiếng đàn này rất trầm thấp, rất tiêu sắt, để cho người ta không hiểu có một tia xúc động, tựa hồ tiếng đàn này tại im ắng diễn lại một cái cố sự, một ngắn thêm mỹ tình yêu. Địch Linh Nhi một mực nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, nhưng mọi người lại đều cảm nhận được nội tâm của nàng cơ khổ. Tựa hồ cái này thủ khúc là đang diễn dịch chính nàng, Diễn dịch nàng cái kia còn không có bắt đầu liền đã kết thúc tình yêu. Tựa hồ cũng đang cảm thán chính các nàng vận mệnh, cảm thán các nàng những này đại gia tộc tiểu thư, không thể trưởng khống chính mình hôn ước, chỉ có thể gả cho không thích nam tử. Tiểu Ưng Vương, giang giật nhớ tới cái kia cao ngạo như kiếm nam tử, xem ra tiểu Ưng Vương đối kỳ thanh Trần công nhiên tỏ tình đã thương rất nhiều thiếu nữ tâm a. À. Hắn bốn mắt quét qua, phát hiện rất nhiều đại gia tộc tiểu thư âm thầm rơi lệ, rất nhiều nam tử nhìn xem chống trải bạch ngọc giữa đài cái kia ốm yếu thân ảnh cũng không hiểu lên một chút chiều mến chi ý, rất muốn ôm vào trong ngực cho nàng một chút ấm áp. Càng ngày càng nhiều mắt người mắt mê mang, Giang giật lúc đầu đối với thần âm thiên kỹ chống cự lực rất mạnh, giờ phút này nhìn thấy bóng lưng kia, cũng không hiểu có chút xúc động. Hắn nhớ tới thiên tinh giới y thiền các nàng, đoán chừng đang nhìn mắt muốn mặc chờ đợi mình trở về. Nhớ tới Giang tiểu nô gần trong gang tấc hai người lại không thể nhận nhau, nhớ tới thánh ngục tầng 18 nhìn thấy y phiêu phiêu cái kia cung lên bóng lưng, ánh mắt của hắn từ từ mê mang địch linh nhi thần âm thiên kỹ cảm mộ cũng không tính rất sâu hẳn là còn không có giang giật cảm mộ càng sâu một chút nhưng nàng linh hồn rất mạnh mà lại kỹ xảo của nàng cũng giấu giếm rất sâu để cho người ta bất chi bất giác tự bị xa vào nàng bài hát còn không có nói xong ba cái trên khán đài có thể thanh tỉnh người chỉ còn lại không đến gần nửa mà lại kia gần nửa những người còn lại cũng khuôn mặt yên lặng hiển nhiên bị xúc động mặt phía bắc nhã các bên trong rất nhiều tiểu thư đều hai mắt mông lung nước mắt im ắng chảy xuống mạch hoài tang y phục đã sớm làm ướt cửu thiên vấn tần hoán lúc đầu đối với địch linh nhi cũng không có quá nồng nặc tình cảm giờ khác này cũng cảm thấy địch linh nhi biệt dạng động lòng người thật sâu hấp dẫn lấy bọn hắn một khúc lạc thôi địch linh nhi ngòn ngọt cười thu hồi cổ cầm đứng lên mỉm cười khom mình hành lễ rất nhiều nhân tài hoàn toàn tỉnh ngộ sau đó ba mặt trên khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm mặt phía bắc nhã các bên trong cũng vang lên từng đợt tiếng vỗ tay có lẽ địch linh nhi thần thông cũng không phải là tối cường nhưng tuyệt đối là thu hoạch được tiếng vỗ tay nhiều nhất. Địch Linh Nhi trên mặt lộ ra một vòng thẹn thùng, lần nữa kho mình hành lễ sau bay vụt mà quay về, nàng sau khi đi vào ánh mắt quét qua, ngạc nhiên phát hiện Giang giật thế mà còn nhắm mắt lại. Mạch hoài tang bọn người ngược lại là tỉnh táo lại, hiên viên võ đế ba người nhìn nàng ánh mắt rõ ràng khác biệt, trước kia tại trong lòng ba người nàng cùng mạch hoài tang tranh lệch một cái cấp bậc, nhưng giờ khác này cũng tuyệt đối có thể bình khởi bình thỏa. A, à, địch linh nhi ngồi xuống lại, nghĩ nghĩ chuẩn bị đem giang giật cho đánh tỉnh, nhưng vào lúc này mạch lăng thu truyền âm vang lên, đừng nhúc nhích hắn, hắn hẳn là có rõ ràng cảm ngộ. Có rõ ràng cảm ngộ, địch linh nhi khẽ giật mình, không nghĩ tới giang giật thế mà tại như thế thời khắc có rõ ràng cảm ngộ chẳng lẽ là nghe nàng bài hát mới xúc động nàng không nghĩ ra, cũng không dám đi quấy giày giang giật, cứ như vậy ngồi yên lặng. Mạch hoài tang bốn người hẳn là cũng đạt được mạch lăng thu truyền âm, bất quá mọi người cũng không muốn đi phản ứng giang giật, bắt đầu thưởng thức phía ngoài biểu diễn chậm rãi biểu diễn người càng ngày càng ít ra sân người cũng không tích cực bởi vì trước mặt thần thông bí thuật quá cường đại nếu như không có nắm chắc ra sân liền là mất mặt xấu hổ hiên viên vô địch ba người ngay từ đầu còn cố ý muốn đi lên nở hoa thoáng cái đằng sau tựu yển tức kỳ cổ an tĩnh làm một tên người xem mặc dù ít người đằng sau ra sân nhân thần thông bí thuật ngược lại là càng ngày càng thần kỳ đáng tiếc giang giật tại chiều sâu bế quan bên trong không có cách nào quan sát học tập một canh giờ sau đấu văn ra sân có hơn 100 người, giờ phút này đã qua thời gian một nén nhang còn không người ra sân. Y đồ chờ dây lát bắn ra, sừng sướng giữa không trung hỏi, nhưng còn có người ra sân. Bốn phía lặng ngắt như tờ, y đồ nhìn lướt qua, ánh mắt nhìn về phía mặt phía bắc cao nhất 18 cái nhã các nói, đã không có người sơn tràng, vậy thì bắt đầu cho điểm, tuyển ra lần này đấu văn ba hạng đầu đi. Chờ chút, một đạo quát khẽ âm thanh theo hàng thứ hai ở giữa nhã các bên trong truyền đến, tiếp lấy một người mặc màu đen chiến giáp nam tử bắn ra, trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu bạc, tại dương quang phản xạ hạ lộ ra phá lệ khiếp người. Giang giật, người còn lên đi làm cái gì giống như dám làm loạn, ta lập tức cầm xuống ngươi. Mạch lăng thu truyền âm trong nháy mắt vang lên, Giang giật ánh mắt nhìn về phía phía trên một tòa nhã các, khóa chặt mạch lăng thu nói, yên tâm, mạch đại nhân, ta tuyệt đối sẽ không làm loạn, cũng sẽ không bại lộ thân phận, ta chỉ muốn cầm đấu văn đệ nhất. Ây, mạch lăng thu có chút im lặng, tiểu tử này hẳn là bị hóa điên không thành nhìn qua vừa rồi rất nhiều kỳ dị thần thông, mạch lăng thu bọn hắn đã sớm nhận định trước ba, giang giật chút thực lực ấy còn tới góc mất mặt xấu hổ. Xoạt, giang giật ra sân ngược lại là gây nên mặt phía bắc nhã các bên trong một trận xôn xao, giang giật quá thần bí, kỳ thanh trần ngày đó thế mà ngồi tại bên cạnh hắn tiểu ưng vương cũng đặc biệt chú ý hắn, tăng thêm cái này một khối thần bí mặt nạ, để rất nhiều người đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn thế mà ra sân đi dọa người sao, mạch hoài tang lạnh lùng hừ một cái cử thiên vấn mấy người cũng trợn trắng mắt giang giật mới phi thăng mấy ngày a à cái này thuần ví là đi ném địa sát dưới mặt a à. y đồ quét giang giật vài lần trong mắt hơi có chút không vui dù sao hắn muốn tuyên bố kết quả giang giật mới ra ngoài bất quá giang giật cùng kỳ thanh trần ngày đó là cùng nhau hắn cũng không tốt gọi kỳ thanh trần mặt mũi gật đầu nói đã người nghĩ phơi bầy một ít vậy thì bắt đầu đi giang giật bay thấp hạ trên đài cao nghĩ nghĩ quay đầu nhìn lấy mình ngồi nhã các nói Linh Nhi tiểu thư, người cổ cầm ta mượn dùng một chút. Suy, tam phương trên khán đài rất nhiều người một mảnh tiếng đùa cợt, chính mình liền một cái đàn đều không có người, thế mà còn muốn đánh đàn hắn xác định không phải đến khôi hài. Đại tư không, tiếp lấy, địch Linh Nhi bay ra nhã các, lấy ra cổ cầm ném mạnh tới. Giang giật hai tay tiếp được, cũng không theo trong giới chỉ lấy ra bàn vuông bày ra cổ cầm, đặt mông ngồi dưới đất, cây đàn đặt ở trên hai chân, lúc này mới hai tay tại dây đàn bên trên đem làm một trận phát ra một trận thanh âm huyên náo. Rất nhiều người nhìn thấy Giang giật tay chân vụng về không ngừng đem làm dây đàn, rõ ràng đang thử âm càng thêm bó tay rồi, Giang giật căn bản liền sẽ không đánh đàn, hắn là tới quấy rối sao. Y đồ nhìn ra ngoài một hồi, phát hiện Giang giật còn tại nắm giữ đánh đàn kỹ xảo, nhướng mày, hơi không kiên nhẫn. Đang chuẩn bị mở miệng lúc, kỳ thanh trần truyền âm đột nhiên vang lên, đừng đánh đoạn hắn, nếu như ta không có đoán sai, lần này đấu văn đệ nhất, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác cắt cắt chương 1460, khống chế hiện trường. Đấu văn đệ nhất, giống như lời này không phải kỳ thanh trần nói, y đồ tuyệt đối sẽ khịt mũi coi thường. Hắn cùng Mạch Lăng thua 17 người đã sớm thương nghị hoàn tất, đấu văn đệ nhất định xuống tới, liền là tên kia chặt chân của mình biến thái thiên tài. Người này nắm giữ một loại cực kỳ khó được thần thông bí thuật, có được cường đại trị liệu năng lực, bọn hắn chuẩn bị đem người này định vì đệ nhất, hảo hảo bồi dưỡng một phen. Các loại chờ người này cảnh giới đạt tới nhất định tình trạng, lại cho đến thiên giới đi. Thiên giới nhân tộc đại quân cùng minh tộc đại chiến lúc, có người này nói đem có thể giảm bớt rất lớn thương vong, hắn một người nhưng so sánh trăm vạn đại quân. Dùng kỳ thanh trần ánh mắt, không có khả năng nhìn không ra cái kia tu luyện quang minh pháp tắc thiên tài tầm quan trọng, đã như vậy, nàng vì sao còn nói giang giật có thể nắm lấy số một bất quá kỳ thanh trần mở miệng, y đồ ngược lại là không có đi cắt ngang giang giật, ngược lại tò mò nhìn hắn, muốn nhìn một chút có chỗ nào thần kỳ. Đông tranh khen. Sang giật một người cúi đầu còn tại gảy dây đàn, hắn không hiểu gì cổ cầm. Mặc dù trước kia tại thần âm cốc thổi một khúc, nhưng đó là dùng lá cây thổi. Chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp qua heo chạy, hắn gảy một trận dần dần nắm giữ một chút kỹ xảo cũng không còn như phát ra tạp âm. Hô hô, hắn không để ý đến bốn phía tiếng nghị luận cùng hư thanh, ngẩng đầu thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nhìn về phía phía nam thánh linh sơn, hắn nhìn qua chân núi, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy tựa hồ có thể xuyên thấu qua đại sơn nhìn thấy bên trong trong thạch động ngồi xếp bằng cái kia nữ tử áo trắng, cái kia bị trọng lực ép tới cõng đều không thẳng lên được nữ tử. Mẫu thân, mặc dù chúng ta còn không cách nào gặp nhau, hài nhi cũng không có cách nào cứu ngươi ra, nhưng nghe xong cái này bài hát về sau, ngươi liền hẳn phải biết. Hài nhi tới tìm ngươi, giang giật nhẹ giọng thì thào, nhắm mắt lại yên lặng đi vào, hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, tâm thần khóa chặt trước mặt cổ cầm, tay hơi động một chút kích thích cái thứ ba dây đàn, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, phúc tán đi phương xa, vang ở trong tai của mọi người. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh im ắng, mà lại rất nhiều người đều cảm giác linh hồn run lên, tựa hồ tiếng đàn này trực tiếp vang lên tại các nàng sâu trong linh hồn, tựa hồ đây không phải tiếng đàn, mà là kinh thiên lôi giống. Ừ, y đồ đôi mắt sáng lên, không chỉ là hắn, mặt phía bắc tầng cao nhất nhã các bên trong 17 cái các đại nhân vật đôi mắt đều phát sáng lên, linh hồn của bọn hắn đồng dạng bị chấn động, tiếng đàn này bên trong ẩn chứa lấy phi thường cường đại công kích linh hồn. Quả nhiên, kỳ thanh trần bởi vì là người dự thi, không có ngồi tại phía trên nhất một tầng, mà là ngồi tại hàng thứ hai ở giữa nhã các bên trong, nàng một mực vân đạm phong khinh hương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ tươi cười, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, tựa hồ chuẩn bị lắng nghe cái này kinh thiên một khúc. Giang giật thần âm pháp tác vậy mà cả mộ đến sâu như vậy. Địch Linh Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng vui sướng, nàng rất rõ ràng thần âm pháp tắc là phi thường tồn tại đặc thù. Mặc dù rất nhiều người đều hiểu, nhưng muốn cảm ngộ đến chỗ cao thâm phi thường khó khăn. Địch Minh nói cho nàng địa sát giới cũng không có cảm ngộ thần âm pháp tắc cường giả, nàng nên tính là tối cường, lại không nghĩ rằng bên người nàng có một người lại mạnh hơn nàng rất rất nhiều. Đông, Giang giật một tay lần nữa kích thích dây đàn, chậm rãi đàn tấu, không bằng hắn đối với cổ cầm tạo nghệ thực sự quá thấp. Cái này âm luật chưa nói tới khó nghe, nhưng cũng không thế nào êm tai bất quá mỗi lần tiếng đàn vang lên, rất nhiều người linh hồn đều sẽ có chút rung động, trái tim cũng cảm giác bị đâm thoáng cái. chậm rãi, giang giật đàn tấu tốc độ bắt đầu tăng tốc, cầm kỹ cũng rõ ràng đang nhanh chóng đề cao, tiếng đàn bắt đầu trở nên dễ nghe, làn điệu dần dần trở nên cao, để cho người ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, tựa như trong đêm đen, cuồng phong gào thét, mưa to chút xuống, khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. tất cả mọi người rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào giang giật không có người còn dám lên một tia đùa cờ chi tâm, giang giật thần âm pháp tắc rõ ràng so địch Linh Nhi càng mạnh một chút, chỉ là hắn sẽ không đàn tấu cổ cầm thôi. Chanh 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 chanh, giang giật hai tay ba động càng lúc càng nhanh, tiếng đàn càng ngày càng gấp rút. Vừa rồi cảm giác báo tố đột nhiên dưới, giờ phút này lại cảm giác thiên quân vạn mã cùng nhau lao nhanh, rất nhiều trên thân người sát khí trong lúc lơ đãng lan tràn ra, bị giang giật tiếng đàn chấn nhiếp, trở nên phá lệ táo bạo cùng xúc động. Một chút linh hồn thấp võ giả con mắt có chút phiếm hồng, thời khắc có kích động đến mức muốn nhảy lên. Giang giật tiếng đàn cũng không có nhanh quay ngược trở lại, ngược lại càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng cao cang, phía trên nhã các bên trong bay ra ba cái cường giả, phân biệt lướt tới ba bên cạnh khán đài, trên thân xuất hiện một cỗ không hiểu khí tức, chặn giang giật đại bộ phận tiếng đàn. Hiu hiu hiu, ba vừa nhìn trên đài, đồng thời có rất nhiều mị ảnh tộc cường giả ngưng hiện, đem một vài hai mắt đỏ như máu, trên thân thiên lực vận chuyển, binh khí trong tay xuất hiện võ giả trực tiếp đánh ngất xỉu một đạo nghiêm túc truyền âm vang lên trên khán đài rất nhiều cường giả trong đầu, khống chế hiện trường, bất kỳ người nào không nỡ đánh đoạn tiếng đàn, nếu có người không chịu nổi, trực tiếp đánh bất tỉnh. Truyền âm chính là y đồ, hắn tại thánh linh giới có được vô thượng địa vị, những cái kia trên khán đài lớn nhỏ gia tộc cường giả lập tức đề phòng, một khi có người bị tiếng đàn chấn nhiếp trực tiếp đánh bất tỉnh, tránh cho đã quấy rầy giang giật diễn tấu. Nhưng mà, giang giật hai tay lần nữa tăng thêm tốc độ, như hóng gió, rất nhiều người căn bản thấy không rõ hắn như thế nào đàn tấu, nếu không phải đàn này là một kiện bảo vật, đoán chừng dây đàn đã sớm đứt gãy. Nếu như nói, vừa rồi tiếng đàn giống như là thiên quân vạn mã gào thét, thời khắc này tiếng đàn lại giống như ngập trời cự lãng bài sơn đảo hải mà đến, như cửu thiên tri thượng ngân hàng nghiêng, như thiên băng điện liệt núi đá băng liệt, tựa hồ xa xa thánh linh sơn chút xuống sụp đổ. Trên khán đài mấy chục vạn người, tại thời khắc này ít nhất có hơn phân nửa mắt người trở nên đỏ như máu, trên thân thiên lực vận chuyển, trong tay giới chỉ lấp lánh, binh khí hiển hiện, thậm chí còn có người bắt đầu đối người bên cạnh vô tình công kích. Những cái kia lớn nhỏ gia tộc các cường giả đều bị tiếng đàn chấn nhiếp, căn bản là không có cách di động, chớ nói chi là đi đánh bất tỉnh người bên cạnh, khống chế hiện trường. Suy suy, ba cái đứng tại khán đài trước mặt cường giả nhau nhau xuất thủ, ba người trên thân cuồng bạo khí tức chân áp mà xuống, đem những cái kia thực lực thấp các công tử tiểu thư toàn bộ đánh ngất, như thế tình huống bọn hắn còn không xuất thủ, đoán chừng ba cái khán đài sẽ bị tiên huyết nhuộm đỏ. Chanh, ngay tại ba vị trí cường giả cân nhắc muốn hay không đem trên khán đài lớn nhỏ gia tộc cường giả đánh ngất, giang giật tiếng đàn đột nhiên dừng một chút, tiếng đàn cũng biến thành phá lệ trầm thấp. Y đồ cùng ba vị trí cường giả liếc nhau, nhau nhau thở dài một hơi, trên trán còn có mồ hôi lạnh toát ra. Cũng không phải là bọn hắn sợ chàng diện mất khống chế, mà là tại một khắc này, bọn hắn cảm giác chính mình cũng muốn không kiểm soát như giang giật tiếng đàn lại sụp sôi mấy phần, đoán chừng bọn hắn đều sẽ sách theo đau bốn phía giết người. Kinh khủng, bốn người hướng giang giật nhìn một cái, không hiểu tim đập nhanh, nhìn thấy cái kia tấm mặt nạ màu bạc, cảm giác người này quá kinh khủng, lại kém chút để toàn trường đều không kiểm soát mặt phía bắc nhã các bên trong mị ảnh tộc cường giả thế nhưng là đánh bất tỉnh không ít công tử tiểu thư, những công tử kia tiểu thư rất nhiều đều đạt tới thần đế cảnh. Y đồ tại thời khắc này, có loại cưỡng ép ngăn cản giang giật đàn tấu xúc động, hắn sợ cục diện mất khống chế, sợ cái này đấu pháp đài biến thành luyện ngục. Thế nhưng là hắn lại không muốn đánh đoạn, hắn phi thường muốn biết, Giang giật phía sau diễn tấu hội có dạng gì hiệu quả. Hắn rất nhanh biết rõ, Giang giật tiếng đàn dần dần trở nên trì hoán, cũng biến thành trầm thấp, y đồ nghe nghe không hiểu yên lặng đi vào. Đợi một nén nhang về sau, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, lập tức đầy mắt chấn kinh ngạc, tựa như gặp quỷ. Bởi vì, hắn là bị chính mình chảy xuống nước mắt đánh thức chương 1461, bốn thú cùng vang lên. Trong lúc vô tình rơi lệ, không chỉ là y đồ. Giữa sân hoàn toàn thanh tỉnh người, ngoại trừ kỳ thanh trần bên ngoài, toàn bộ nước mắt im ắng trượt xuống, thậm chí rất nhiều người đều không có phát giác chính mình tại rơi lệ. Ngoại trừ linh hồn cường đại phong hào chiến thần bên ngoài, rất nhiều người còn yên lặng tiến vào. Các nàng nghe tiếng đàn, tựa hồ cảm giác tại là một giấc mộng mộng thấy chính mình biến thành một đứa bé con, trơ mắt nhìn mẫu thân mình bị người bắt đi, các nàng một đường truy a à, truy a, à, lại chỉ có thể nhìn thấy mẫu thân không ngừng đi xa, biến mất tại trong tầm mắt của mình, lưu nàng lại bọn họ một người tại trên cánh đồng hoang chạy, thuốc thiết. Có thể ngồi ở chỗ này người, tâm tính đều phi thường cường đại, còn có rất nhiều kinh lịch thay đổi rất nhanh nhìn thấu nhân gian ấm lạnh sinh tử lão giả, theo lý thuyết không thể lại bị tiếng đàn thoáng cái tự xúc động, càng sẽ không trước mặt mọi người rơi lệ. Y đồ đối với vấn đề này phi thường hoang mang, hắn nghĩ đến một trận, chỉ có đổ cho giang giật tiếng đàn có vấn đề có thể trong lúc vô tình cải biến tâm tính của người ta, ảnh hưởng người cảm xúc cùng tư duy. Cái này là điệu có vấn đề, hắn lần nữa nghe một trận, rốt cục phát hiện vấn đề, hắn đôi mắt đột nhiên hàn quang lóe lên, ánh mắt nhìn về phía kỳ thanh trần nhã các, truyền âm nói thanh trần, tiểu tử này lại cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa. Cũng không tính cảm ngộ, kỳ thanh trần truyền âm nhẹ nhàng tới, giải thích nói, hắn tại đạo thiên bí cảnh bên trong cơ duyên xảo hợp minh khác một đoạn vận luật, chính hắn hẳn là cũng không hiểu cái này vận luật chân đế, chỉ là đem cái này vận luật dung hợp tiến vào tiếng đàn bên trong, sở dĩ uy lực mới có thể lớn như thế. Hắn thần âm pháp tắc cảm mộ đến rất sâu cảnh giới, giống như có thể triệt để cảm mộ bản nguyên áo nghĩa, tiền đồ của hắn. Bất khả hạn lượng, tiểu tử này vận khí nghịch thiên, y đồ hâm mộ ghen tị nhìn giang giật một chút, hắn đã sớm đạt đến thần đế đỉnh phong, nhưng chậm chạp không thể cảm mộ bản nguyên áo nghĩa, sở dĩ một mực kẻ tại một bước cuối cùng. Phụ thân hắn Mỹ ảnh vương đã từng nói, giống như hắn tại trong vòng 10 năm còn không thể cảm ngộ, đời này cho đến chết một khắc này, thực lực rốt cuộc không thể có tiến thêm. Hắn không còn truyền âm, nghiêm túc lắng nghe giang giật đàn tấu, hy vọng ở bên trong có thể tìm tới một tia xúc động, tiếp theo để hắn cảm ngộ bản nguyên áo nghĩa. Toàn trường tất cả mọi người, ngoại trừ ngất đi, những kia tuổi trẻ công tử tiểu thư giờ khắc này toàn bộ bỏ mình, bao quát ngồi ở giữa nhã các giang tiểu nô. Nhất là những cái kia các tiểu thư, nước mắt như tuyệt đề nước sông đã xảy ra là không thể ngăn cản. Kỳ Thanh Trần đôi mắt từ từ mê mang, trên mặt lộ ra một vòng đau thương. Nàng cũng không phải là bị tiếng đàn chấn nhiếp, mà là nàng nghĩ thông suốt một việc, nàng theo tiếng đàn bên trong nghe hiểu một chút cố sự, nàng rốt cuộc biết giang giật vì sao muốn đi gặp Y Phiêu Phiêu, vì sao tại thánh ngục tầng 18 như thế xúc động nóng này. Y Phiêu Phiêu đã từng là Kỳ Thanh Trần thần tượng, nàng lúc sinh ra đời Y Phiêu Phiêu đã là địa giới đệ nhất mỹ nhân, thiên tư tung hoành, tính khí nóng bỏng, làm rất nhiều chuyện kinh thiên động địa. Nàng từ nhỏ là nghe Y Phiêu Phiêu truyền thuyết lớn lên, tại nàng trưởng thành về sau, nàng một mực dùng Y Phiêu Phiêu làm thần tượng, cũng cố gắng muốn trở thành nàng như thế phong vân nữ tử. Cuối cùng nàng làm được, đồng thời lực áp Y Phiêu Phiêu trở thành địa giới đệ nhất mỹ nhân, còn cùng Y Phiêu Phiêu trở thành tỉ muội, quan hệ rất không tệ. Y Phiêu Phiêu chuyện về sau nàng phi thường tinh tường, nàng biết rõ Y Phiêu Phiêu tại hạ giới cùng một phàm nhân yêu nhau, còn kết hôn sinh con. Sang giật giờ phút này đàn bà con cô cậu đạt ngụ ý, là một đứa bé trơ mắt nhìn xem mẹ ruột của mình rời đi, cái kia hài tử không đoạn truy tìm, không ngừng tìm kiếm, tiếng đàn này bên trong có vô tận thống khổ, vô tận hận ý, còn có vô tận tưởng niệm. Kỳ Thanh Trần đem hai chuyện liên tưởng đến cùng một chỗ, cũng biết Giang Giật liền là y phiêu phiêu nhi tử. Nàng cũng không hiểu bi thương, nàng mơ hồ có ta minh bạch Giang Giật tâm tình, minh bạch hắn cùng nhau đi tới gian khổ, minh bạch hắn trơ mắt nhìn xem mẫu thân mình bị trấn áp, lại bất lực thống khổ cùng bi ai. Ông, đột nhiên, phương nam thánh linh sơn quang mang lấp lánh không ngớt đem y đồ cùng kỳ thanh trần bọn người giật mình tỉnh lại y đồ thần thức lập tức quét tới sắc mặt dây lát biến kỳ thanh trần truyền âm tới hỏi chuyện gì xảy ra cụ thể không rõ ràng y đồ mày nhíu lại đến như một cái chữ xuyên nghĩ nghĩ truyền âm trả lời hẳn là thánh trong ngục người công kích mãnh liệt tù thất dẫn đến thánh linh sơn cấm chế ba động có thể là ta cô em gái kia nổi điên a à, ông giang giật ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên mở ra tiếng đàn im bặt mà dừng hắn kinh ngạc nhìn qua quang mang lấp lánh thánh linh sơn thân thể kịch liệt run rẩy khóe miệng ngược lại lộ ra một vòng hài tử mỉm cười hắn biết rõ y phiêu phiêu nghe được hắn tiếng đàn y phiêu phiêu biết rõ hắn tìm đến nàng thánh linh sơn cấm chế lóng lánh một lát bình tĩnh lại giang giật trong mắt nước mắt trượt xuống đánh vào trên đàn phát ra thanh âm thanh thúy hắn kinh ngạc nhìn qua thánh linh sơn tựa hồ thấy được trong thạch động một nữ tử chính chật vật đứng lên ghé vào băng lãnh trên vách đá không ngừng kiệt lực gào thét lớn tên của mình Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Giang giật chưa từng thích đem sự yếu đuối của mình biểu hiện cho ngoại nhân xem, lần này nhưng không có nhịn xuống. Nghĩ đến y phiêu phiêu tại thánh trong ngục la lên chính mình danh tự, lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, nội tâm của hắn rất nhanh giấy lên hừng hực lửa giận, con mắt bắt đầu biến đỏ, hai tay đột nhiên như động kinh phát động dây đàn. Kia như như bài sơn đảo hải tiếng đàn vang lên lần nữa, tiếng đàn bên trong mang theo vô tận tức giận, vô tận hận ý, cùng sát ý vô tận, hắn phải dùng tiếng đàn hướng toàn bộ mị ảnh tộc biểu đạt phẫn nộ của hắn, hắn kinh thiên chi nộ. Giang giật, dừng lại, mạch lăng thu truyền âm vang lên, y đồ cũng quát lớn tốt, dừng lại. Giang giật căn bản không có để ý tới hai người, hai tay tốc độ nhanh hơn mấy phần, mạch lăng thu cùng y đồ nổi giận tiếng giống vang lên lần nữa, người điên rồi sao mau dừng lại. Hưu, mạch lăng thu theo nhã các bên trong bay ra, y đồ trên thân khí thế bão táp liền muốn xuất thủ trấn áp giang giật, hai người không xuất thủ không được. Trên khán đài rất nhiều người muốn bạo động, tự liền mị ảnh tộc các cường giả cũng nhanh không chống nổi, nếu như tiếp tục nữa đoán chừng chỉnh thể đấu pháp đài muốn máu chảy thành sông. Phốc, Giang giật đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng phún một ngụm máu tươi, hai tay cũng không cần mệnh điên cuồng đàn tấu, trong đầu quang mang lấp lánh, từng cái chữ tiểu triện ký tự như ẩn như hiện, y đồ cùng mạch lăng thu tốc độ phi hành đột nhiên dừng một chút, linh hồn hai người đều bị cường đại công kích, không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hưu, kỳ thanh trần bay ra bắn thẳng đến Giang giật mà đi, nàng muốn ngăn cản giang giật không phải là bởi vì đấu pháp đài người muốn bạo động mà là giang giật liền muốn tẩu hỏa nhập ma giống như tiếp tục đàn tấu xuống dưới giang giật đoán chừng muốn bạo thể mà chết băng kỳ thanh trần còn không có bay qua dây đàn đột nhiên bạo liệt giang giật lần nữa ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi thân thể đổ vào cổ cầm bên trên cái này cổ cầm là một kiện cường đại bảo vật nhưng cũng chịu đựng không được nữa tại dây đàn đứt gãy một khắc này phía dưới ghế gỗ từng cái từng cái vỡ ra cuối cùng chia năm xẻ bảy hóa thành đầy trời bột mịn. Ngao, ô, suy, giống, bốn đạo chấn thiên tiếng giống đồng thời vang lên, chấn thiên động địa đâm thẳng cửu tiêu, tiếng giống phương viên ngàn vạn dặm đều có thể nghe được, thánh linh sơn đều bị chấn có chút lắc lư, bốn cỗ kinh khủng thú huy bao phủ phương viên ngàn vạn dặm. Ngủ say nhiều năm, ở đời trước mị ảnh vương chết đi sau một mực không có thức tỉnh bốn cái thần thú, tại lúc này thế mà tỉnh lại. Bốn thú cùng vang lên, chương 1462, không thể khống bốn cái thần thú cũng không phải là giang giật trước kia cái chủng loại kia linh thú, là thuần phục không phải thu phục, cùng chủ nhân không có tinh thần liên hệ, cũng sẽ không bởi vì chủ nhân chiến tử mà chết đi. Bất quá cái này bốn cái thần thú cùng đời trước mị ảnh vương tình cảm phi thường sâu, nghe nói ở đời trước mị ảnh tộc thi thể bị mang về lúc, bốn cái thần thú ngửa mặt lên trời gào lên đau xót một ngày một đêm, sau đó trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say, vài chục năm nay không có tỉnh qua một lần, như bốn tòa pho tượng tại cái này đấu pháp đài ngủ say mấy thập niên lại không nghĩ rằng bốn thú thế mà tỉnh lại bị giang giật một bài kinh thiên thần khúc cho sống sờ sờ chấn tình a à, kỳ thanh trần thân thể dừng lại giữa không trung y đồ mạch lăng thu cũng ngừng lại đầy mắt kinh dị nhìn qua bốn hẻo lánh còn tại ngửa mặt lên trời gào lên đau xót bốn cái thần thú y đồ trong mắt kinh dị rất nhanh biến thành hoảng sợ bởi vì bốn cái thần thú con mắt dần dần trở nên đỏ như máu trên người thú uy cũng càng ngày càng nặng trên thân đột nhiên bay vụt mà lên hướng ba bên cạnh khán đài gào thét mà đi Kỳ Thanh Trần nhanh hỗ trợ trấn áp thần thú, y đồ giống to, Kỳ Thanh Trần nhưng không có động, ánh mắt nhìn về phía Thánh Linh Sơn, bên kia một đạo bóng trắng nổ bắn ra mà đến, trong tay cầm một cái bảy tầng bảo tháp, cuồng bạo khí tức bao phủ toàn trường, hắn giống giận bốn cái xúc sinh, ơ dám đả thương người. Hắn một tay nâng lên một chút bảo tháp bay lên, lớn lên theo gió, biến thành phương viên ngàn trượng đại, phía trên thất thải quang mang lấp lánh, một cỗ bảng bạc khí tức phúc tán mà ra, trấn áp toàn trường. Ngao, ô, suy giống bốn phía thần thú bạo giống một tiếng thân thể đứng tại chỗ cũ ánh mắt nhìn qua bảo tháp trong mắt nhân tính hóa lộ ra một vòng tưởng niệm cùng bi thống còn có một tia e ngại trong mắt hồng quang cũng thời gian dần trôi qua biến mất rất nhanh hóa thành một đạo lưu quang bay trở về bốn hẻo lánh trên đài cao ánh mắt e ngại nhìn chằm chằm tòa kia bảo tháp một cử động nhỏ cũng không dám phụ vương y đồ toàn thân buông lỏng vội vàng khom người hành lễ còn tốt mỹ ảnh vương kịp thời xuất hiện còn lấy ra đời trước mị ảnh vương di bảo, trấn áp bốn cái thần thú. Nếu không coi như kỳ thanh trần xuất thủ, hôm nay cũng muốn chết đi không ít người, cái này bốn cái thế nhưng là ngàn vạn năm hỗn độn thú A. Đại bộ phận bị giang giật chấn nhiếp người lúc này đánh thức, còn có một số bị đánh ngất xỉu người cũng u u tỉnh lại. Các nàng nhìn qua bốn cái thức tỉnh thần thú, nhìn qua đấu pháp giữa đài cái kia máu me khắp người đổ vào đổ vào bạch ngọc thạch trên bảng nam tử không hiểu kinh hãi. Hôm nay, bọn hắn xem như kiến thức cái gì gọi là cường đại thần thông bí thuật, một bài bài hát lại kém chút để toàn trường mấy chục vạn người bạo tẩu, để bốn cái ngủ say nhiều năm thần thú bừng tỉnh, kém chút để toàn trường người đều chết đi. Kinh khủng, rất nhiều cường giả nhớ tới vừa rồi chàng diện, lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một hơi thật dài, phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt, trước ngực cũng có nước đọng, là vừa rồi bọn hắn chảy chỗ nước mắt. Mị ảnh vương sừng sướng giữa không chung phía trên, ánh mắt bén nhọn tại bốn phía quét qua, cuối cùng rơi vào ngã trong vũng máu giang giật trên thân hắn người mặc cao lớn ngũ quan cương nghị tóc hoa dâm khuôn mặt nghiêm túc nhìn một cái tựa như là một cái cứng nhắc cay nghiệt lão đầu trên người kinh khủng uy áp để rất nhiều người đại khí không dám phun ra tham kiến tộc vương toàn trường thánh linh giới người đều một gối quỳ xuống hành lễ kỳ thanh trần có chút khom mình hành lễ thanh trần tham kiến mị ảnh vương hiu 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 mặt phía bắc nhã các bên trong tất cả cường giả cùng công tử tiểu thư cũng bay ra giữa không trung hành lễ cung kính quát tham kiến mị ảnh vương. Không đúng, có một người không có hành lễ, mà lại phía sau lại xuất hiện một đôi vũ rực, thân thể cũng hóa thành một đạo lục quang bắn thẳng đến đấu pháp đài. Nàng trong hai tròng mắt đều là nước mắt, thân thể mềm mại rung động bay đến giang giật bên người, trực tiếp quỳ trên mặt đất đem giang giật ôm vào trong ngực, trong tay sáng lên một đạo lục quang, chậm rãi đem giang giật trên mặt mặt nạ màu bạc giải khai, nhìn thấy giang giật tấm kia thanh tú mặt về sau, nàng nghẹn ngào khóc lớn nói thiếu ra, quả nhiên là ngươi. Tiểu thư, nguy rồi, mặc vô tộc cường giả vừa rồi đang cùng mị ảnh vương hành lễ, không nghĩ tới giang tiểu nô đột nhiên bay đi đấu pháp đài, giờ phút này mới thức tỉnh tới. Mạch lăng thu biến sắc thầm kêu một tiếng không ổn, giang tiểu nô bị lục ưng vương phong ấn ký ức, lại bởi vì giang giật một bài bài hát phong ấn phá vỡ. Dừng lại, giang tiểu nô nhìn thấy mặc vô tộc người liền muốn bay tới. Lãnh mâu quét qua thanh sắc câu lệ quát khẽ, ai dám tới, đừng trách ta vô tình. Thiếu ra, Mạch hoài tang địch linh nhi bọn người đầy mắt kinh dị, các nàng cũng không biết rõ giang giật cùng giang tiểu nô sự tình, việc này bị địa sát quân chủ hạ lệnh phong tỏa. Các nàng mơ hồ nhìn qua giang tiểu nô, thấy được nàng một bộ váy trắng bị trên đất tiên huyết nhuộm đỏ, không chút nào không thèm để ý, ngược lại tại quát bảo ngưng lại mặc vũ tộc cường giả về sau, mặt mũi tràn đầy nhu tình khẽ vuốt giang giật mặt, một lần lại một lần kêu gọi thiếu gia, thiếu gia, ta là tiểu nô a, à. Thiếu gia ngươi tỉnh lại đi, ta là tiểu nô a. À. Mặc vũ tộc các vị cường giả liếc nhau, sắc mặt trầm xuống, vị tiểu thư này tính khí các nàng rõ ràng nhất. Trở lại mặc vũ bí cảnh sau đại náo không ngớt, kém chút đem lục ưng vương đều cho làm tức chết, thậm chí mấy lần lấy cái chết bức bách. Mấy người không dám loạn động, chỉ có thể lặng yên đưa tin cho tiểu ưng vương, muốn cho hắn tới mang đi giang tiểu nô. Nghị ảnh vương giữa không trung bên trên sừng sững, nhìn qua phía dưới giang giật cùng giang tiểu nô, nhướng mày, cuối cùng ánh mắt rơi vào y đồ trên thân, lạnh giọng mở miệng nói, hôm nay đấu pháp liền đến này là ngừng, toàn bộ hồi trở lại thiên mị thành, cái này bốn cái xúc sinh bản vương phải thật tốt thuần phục, nếu không dễ dàng đả thương người. Tốt, y đồ nhẹ gật đầu, nhanh chóng cùng kia 17 người thương nghị, chuẩn bị định ra đấu văn ba hạng đầu, sau đó để toàn bộ người rời sân. 18 người truyền âm trao đổi một phen, y đồ mở miệng nói, tuyên bố đấu văn ba hạng đầu, hạng ba là long cốt giới sắc bén, tên thứ hai là sóng biết giới ngộ đạo, hạng nhất là thần sông giới hạc liệt. A, à, Toàn trường vang lên một mảnh mờ mịt nói mớ, ba người này tất cả mọi người biết rõ, ba người này thần thông hoàn toàn chính xác rất lợi hại, hạc luyện quang minh pháp tắc chữa trị thần thông cũng rất là nghịch thiên. Nhưng, vì sao không có giang giật, mạch hoài tang hiên viên võ đế cửu thiên vấn địch linh nhi một mặt kinh dị, mặc dù mạch hoài tang các nàng trước đó đối với giang giật rất là chán ghét, nhưng giờ phút này lại thay đổi rất nhiều, ngược lại bởi vì giang giật đến từ địa sát giới có chút tự hào, lại không nghĩ rằng giang giật không chỉ có không có đạt được đệ nhất ngược lại trước ba cũng không vào. Kỳ thanh trần trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, trầm ngâm một lát lập tức minh bạch. Giang giật thần thông là tuyệt đối đệ nhất, nhưng hắn người này có quá nhiều không thể khống, tại mạch lăng thu cùng y đồ để hắn dừng lại lúc, hắn không chỉ có không có dừng lại, ngược lại càng thêm điên cuồng, kém chút để đấu pháp đài biến thành luyện ngục. Giang giật là một người điên, đàn của hắn trong tiếng tràn đầy vô tận tức giận cùng lệ khí, loại người này quá kinh khủng, loại người này không chỉ có không thể bồi dưỡng, ngược lại phải nghĩ biện pháp chèn ép hoặc là đánh giết trên người hắn có quá nhiều không xác định quá nhiều không thể khống nói không chừng trở nên cường đại về sau đối với nhân tộc ngược lại là một trận tai nạn đương nhiên kỳ thanh trần không biết là giang giật không thể đi vào trước ba mạch lăng thu lên tác dụng mang tính chất quyết định địa sát quân chủ trước khi đến bàn giao tuyệt đối không thể bại lộ giang giật thân phận giang giật trở thành toàn trường tiêu điểm giang tiểu nô lại ngoài ý muốn khôi phục ký ức Mạch Lăng Thu lo sự tình nguyên náo không thể kết thúc, sở dĩ quyết định đem giang giật tuyết tàng, trực tiếp mang về địa sát giới. Thật tình không biết, Mạch Lăng Thu cách làm ngược lại chọc giận giang tiểu nô, nàng nghe được kết quả sau đầu đột nhiên nâng lên, trong mắt hàn quang lấp lánh, quét về phía y đồ khẽ kêu nói, ánh mắt người mù sao thiếu ra nhà ta không thể được đệ nhất. Ai dám cầm đệ nhất hạc liệm cút ra đây cho ta, cái này đệ nhất ngươi dám cầm sao tin hay không bản tiểu thư xé ngươi. chương 1463, Huyết Tẩy Thánh Linh Sơn con mắt mù dám như thế mắng y đồ người toàn bộ địa giới đoán chừng chỉ có mị ảnh vương a mặc phố tộc cường giả còn có mạch lăng thu nội tâm run lên dự cảm hôm nay muốn phát sinh đại sự nhưng mặc phố tộc người không dám động mạch lăng thu lại không dám động lần trước tại lam sư thành mạch lăng thu thế nhưng là lính giáo cái này tiểu công chúa tính khí cũng biết ưng hậu cùng lục ưng vương đối với cái này thất lạc ở bên ngoài tiểu nữ nhi đến cỡ nào yêu thương y đồ sắc mặt trầm xuống hắn là thánh linh giới người thứ hai mị ảnh vương đại biểu. Ngay trước thánh linh giới cùng các giới đại nhân vật bị một tiểu nha đầu nhục mạ, liền xem như cái thánh nhân cũng có hỏa khí, hắn đôi mắt lạnh xuống, trầm giọng nói ra, một tiểu vũ, nơi này là thánh linh giới, không phải là các người mặc vũ bí cảnh, muốn dương oai trở về tung ra đi. Đây không phải ta một người quyết định, mà là 18 cái ban giám khảo cộng đồng thương nghị kết quả. Giang tiểu nô đùa cợt cười nói, vậy các người 18 người đều mù, người hỏi một chút toàn trường người, Người hỏi một chút hạc liệng, ai dám cầm đệ nhất? Mạch hoài tang bọn người âm thầm gật đầu, trên khán đài có người trên mặt lộ ra vẻ tán đồng. Đương nhiên không ai dám nói cái gì. Lúc này, cái kia tự đoạn tay chân thanh niên hạc Liệt đột nhiên hướng phía trước mới bay ra mấy trượng, chắp tay nói, y đồ đại nhân, một tiểu thư nói không sai, hạc liệng cam bái hạ phong, cái này đệ nhất không dám nhận. Hạc liệng là thật tâm không dám cầm đệ nhất, hắn sợ trở thành địa giới tất cả mọi người chê cười, hắn sợ giang tiểu nô tìm phiền toái, vị này chính là liền 18 cái ban giám khảo cũng dám mắng mãnh nhân A. Mặc Vũ tộc cường hoành không thể tranh luận, như bị giang tiểu nô ghi hận, hắn cái này đánh không chết tiểu cường sợ là tùy thời đều có thể chết đi. Y đồ sắc mặt biến đến càng khó coi hơn, hạc liệng chính mình không dám muốn đệ nhất, cũng không thể cưỡng ép cho hắn đệ nhất, hoặc là đổi một người A.